chương 225 Trận chiến trở về Thời gian gần đây, ai cũng có thể cảm nhận được sóng ngầm ở Thượng Trọng Thiên đang trào dâng mãnh liệt, đặc biệt là những người ở Trung Ly Phủ đều muốn tìm cách nào đó thử xem lực lượng của tân ngự thần Du Gia sâu cạn như thế nào. Trước đó các người đã biết hắn đi phù thế đại lục. Trung Ly Khanh ngồi trên ỷ tọa cao nhất, nhìn chúng ngự thần hai bên. Hắn là ngự thần mạnh nhất Trung Ly gia, mặc dù đương nhiệm ngự thủ là phụ thân hắn nhưng cũng chỉ có thể ngồi khuất bên dưới vốn dĩ cho rằng không có lôi phi thăng hắn sẽ không thể lên được đây sắc mặt phụ thân của trung ly khanh khó coi nói ông ta còn cố ý đi đóng lại các thông đạo có thể thông với hạ giới của du gia để phòng ngừa du gia phát hiện du phục thời ở phù thế đại lục thì sẽ hạ phàm tìm cách giúp hắn phi thăng ai ngờ được lúc sau này lại có một tán thần từ đâu nhảy ra đánh cược với bọn họ tuy rằng lúc ấy ông ta cũng biết về việc đánh cược đó nhưng ông không ngăn cản là vì không dự đoán được trung ly khanh sẽ thua các người có phải còn động tay chân vào chuyện khác nữa hay không trung ly khanh hỏi từ nét mặt của phụ thân mình hắn có thể nhìn ra được chút gì đó trước đó có phái xuống mấy tán thần muốn để bọn họ dùng cạn tài nguyên của phù thế đại lục phụ thân của trung ly khanh không được tự nhiên đáp yên tâm bọn họ cũng không biết mình bị cố ý thả xuống dưới, cha không đến được trên đầu chúng ta. Động tay động chân không ít nhưng du phục thời vẫn phi thăng lên đây. Mẫu thân Trung Ly Khanh không vui nói, bên lôi gia cũng đã tới cửa vài lần, muốn lấy lại quyền quản lý lôi phi thăng. Trung Ly Khanh nghe vậy thì nhíu mày, hắn lên đây cũng tốt, cho du gia thua tâm phục khẩu phục, còn lôi phi thăng của lôi gia thì cứ trả về cho họn họ đi con đã gặp qua du phục thời cảm thấy hắn thế nào phụ thân trung ly khanh hỏi hắn không có sức uy hiếp trung ly khanh nhớ lại không bao lâu trước đó hai người đã thấy nhau từ xa lực lượng của con cao hơn hắn lực lượng của ngự thần là trời sinh cộng thêm kế thừa huyết mạch đặc biệt là các ngự thần được sinh ra cùng thời kỳ thậm chí có thể cảm giác được lực lượng của đối phương trung ly khanh vừa dứt lời thì các ngự thần bên dưới tức khắc thở phào một hơi nhẹ nhõm sự lo lắng do vài lần thất thủ trước đó tạo nên rốt cuộc cũng tiêu tán chỉ là những ngự thần này lại không biết rằng cảnh giới của du phục thời trời sinh không hấp dẫn sự chú ý của người khác lúc ở hạ giới cũng giống như tàng hình vậy cũng không ai biết là du phục thời không có độ lôi phi thăng vừa thức tỉnh liền có thể trở lại thượng giới nghe nói có không ít tán thần từ phù thế đại lục lên đây Trung Ly Khanh chuyển sang chuyện khác, loại tán thần xảo trá như Diệp Tố vẫn cần phải cẩn thận. Những tán thần trong Trung Ly phủ ta muốn tự mình chọn lại một lần nữa. Từ sau khi Trung Ly Khanh trở về, quyền lực bên trong Trung Ly phủ về cơ bản toàn bộ đã chuyển giao vào trong tay hắn, chuyện này cũng không ai phản đối, huống chi chính hắn muốn tham gia trận chiến trở về. Quy tắc của trận chiến trở về rất đơn giản, hai bên cử ra 100 tán thần do tân ngự thần làm thủ lĩnh, tất cả các loại thủ đoạn đều có thể lấy ra, bảo vệ lãnh địa của phe mình, đồng thời chiếm cứ được lãnh địa của đối phương thì tính là chiến thắng. Cùng lúc đó, Du Phủ đã bắt đầu huấn luyện đoàn chiến. Diệp Tố ngồi yên không nhúc nhích nhìn bọn họ phối hợp đối chiến, dù phục thời thân là người dẫn đầu ban đầu còn nhìn chăm chú, thỉnh thoảng còn đột nhiên xuất hiện, phá chiêu của bọn họ. Nhưng cũng chỉ được một lúc hắn liền không muốn động nữa cọ ở bên cạnh Diệp Tố, nghênh ngang ngồi xuống cạnh nàng, tất nhiên không thể thiếu việc lấy vạt áo của nàng lót dưới đất. Hai người ngồi song song bên ngoài sân, Diệp Tố còn đang nhìn Dịch Huyền và Từ Trình Ngọc ở giữa sân, hai người này không biết có phải ở dưới hạ giới rất thường xuyên so chiêu luận bàn hay không mà thoạt nhìn rất quen thuộc chiêu thức của đối phương. Vị tiểu sư đệ nào đó chua đến sắp nổi bong bóng, âm thầm xích lại gần Diệp Tố hơn nữa, cánh tay của hai người dán sát vào nhau, trông cực kỳ thân mật, kháng khít. Tốc độ quá chậm, dù phục thời nhìn dịch huyền ở đằng xa chua lè nói. Trong số các tán thần không tính là chậm, ánh mắt của Diệp Tố vẫn dừng trên người dịch huyền và từ trình ngọc. Lúc trước ta đã từng giao thủ qua với vài tán thần nổi danh của Trung Ly Gia, tốc độ cũng khoảng đó mà thôi. Dù phục thời, tư thế đáp đất khó coi diệp tố nhìn tư thế đáp đất có thể nói là hoàn mỹ của dịch huyền giải thích vừa rồi là đệ ấy cố ý lùi về phía sau một bước để giảm bớt lực vị tiểu sư đệ nào đó dần dần trầm mặc hắn cảm thấy diệp tố đã thay đổi không còn là đại sư tỷ thương mình nhất nữa hẳn là nhận thấy du phục thời đột nhiên an tĩnh nên diệp tố mới bớt thời gian quay mặt qua nhìn hắn làm sao vậy trong mắt nàng chỉ có một mình dịch huyền Du Phục thời lập tức lên tiếng chỉ trích. Vừa rồi ta cũng nhìn từ Trình Ngọc mà. Diệp Tố nghĩ nghĩ, lại thêm một câu, cũng nhìn mấy người lữ cửu nữa. Du Phục thời, tức giận, nhưng lại không biết biểu đạt ra như thế nào. Thôi được rồi. Diệp Tố giơ một ngón tay chọc chọc vào má phụng phịu của tiểu sư đệ, mau xì hơi ra nào. Chỉ còn mấy tháng để mọi người luyện tập phối hợp với nhau mà thôi, trận chiến trở về không thể thua Trung Ly ra được một đạo lôi phi thăng kia ở phù thế đại lục không phải là kế lâu dài đặc biệt là nó không thể một lúc đánh từ hai người trở lên vẫn cần phải có lôi ra của thượng trọng thiên thế nên đả kích chung ly ra là việc nhất định phải làm dù phục thời theo tay nàng nhích qua gần hơn nữa đến khi dựa hẳn vào trên vai diệp tố mới an phận đáp lời ừ dù ly giáng vừa mới bước vào sân viện xem tình hình huấn luyện thấy thế thì lập tức lộ ra bộ dáng không thể nào nhìn nổi Nhi tử thật là như đúc ra từ một khuôn với cha hắn. Vừa lười lại kiều khí, còn dễ dàng ghen. Ngày trận chiến trở về diễn ra, 18 ngự gia thượng trọng thiên tất cả đều đến đông đủ, không ít tán thần ở trung trọng thiên cũng nhận được khách lệnh để lên xem. Mấy người Trương Phong Phong tất nhiên cũng đi lên cổ vũ, Minh Lưu Sa, Tây Ngọc và Hạ Nhĩ vừa nhìn về phía Du gia liền thấy ngay Diệp Tố tức khắc hô to, đại sư tỷ giống y như tông môn đại bỉ năm đó, vừa nhiệt tình lại chân thành. Diệp Tố từ xa nhìn về phía bọn họ, hai mắt cong cong, mỉm cười phất tay với bọn họ. Còn những người khác trên thượng trọng thiên, thật ra trong lòng đều đã chắc chắn Trung Ly phủ sẽ thắng. Thần lực của Trung Ly Khanh rõ như ban ngày, lại là tân ngự thần trở về trước, tuy rằng lần trước Diệp Tố đã thắng nhưng hai người chân chính giao thủ cũng chẳng có mấy chiêu. Thêm nữa trên người du phục thời không có loại thần uy trói mắt bức người như đối phương. Nghe nói hắn đã lên thượng giới hơn nửa năm nhưng mỗi ngày chỉ đi dạo khắp nơi, có thể ngồi thì sẽ không đứng, còn không chăm chỉ bằng tán thần. Không ai cảm thấy du gia -ja có thể thắng, ngoại trừ bản thân du gia. -ja. Khoảng không dưới thần sơn cực kỳ rộng lớn, hai nhóm tán thần của Trung Ly Gia và Du Gia -ja tách ra đứng hai bên, trung gian cách nhau một khoảng lớn trận chiến trở về sẽ diễn ra ở đây trung ly ngự thủ và du ngự thủ hai vị ngự thần đứng đối diện ở giữa hai nhóm người một vị vung kiếm một vị vung tay thần lực được phóng thích ra bắt đầu từ vị trí chân hai người đang đứng thần lực vẽ ra hai đường rãnh thật sâu cho đến khi chúng hội tụ lại thành một đường mảnh đất trống rộng lớn dưới chân thần sơn bị phân chia thành hai khối lãnh địa do du gia và trung ly gia mỗi bên chiếm cứ một nửa các ngự gia khác và nhóm tán thần vây xem thì tất cả đứng trên vị trí đã được dựng lên trước đó trên thần sơn khi hai vị ngự thủ phi thân rời đi là trận chiến trở về cũng chính thức bắt đầu trung ly khanh trực tiếp dẫn theo các tán thần tiến thẳng về phía trung tâm chuẩn bị chiếm lĩnh lãnh địa của du gia không hề lo lắng chút nào lãnh địa của mình sẽ bị chiếm cứ diệp tố thấy vậy cũng chuẩn bị tiến lên lại bị du phục thời kéo lại ngự thần để ta đối phó vừa nói hai mắt của hắn cũng đồng thời hiện lên màu tím thần trong tam trọng thiên chỉ cần vận dụng thần lực thì sẽ xuất hiện tình huống này chẳng qua màu sắc có đậm có nhạt đôi mắt tím của du phục thời giống như một loại đá quý thuần khiết sạch sẽ nhất diệp tố ngần ra một lúc sau mới đáp được chúng thần trên thần sơn nhìn một màn kinh tâm động phách bên dưới mà kích động không thôi mấy trăm tán thần xông vào nhau vô số kiếm ý thần quang phát ra va chạm vào nhau chấn động một góc trời càng không cần nói đến hai vị ngự thần tất cả các tán thần tự giác dành ra một khoảng không cho hai ngự thần chung quanh du phục thời và trung ly khanh không có một ai khác thật ra ta là muốn đấu một trận với diệp tố trung ly khanh rút kiếm ra hai ngón tay của bàn tay trái để trên thân kiếm chậm rãi kéo dọc theo mũi kiếm nhìn về phía du phục thời nhưng mà cũng không sao trước đánh bại ngươi, sau đó lại phế đi nàng ta cũng không muộn. Trong cuộc đời của Trung Ly Khanh từ lúc sinh ra tới nay, thất bại duy nhất của hắn là do Diệp Tố mang lại, hắn chưa bao giờ quên. Chỉ bằng ngươi, vốn dĩ du phục thời cũng không định lãng phí miệng lưỡi nói chuyện với Trung Ly Khanh, dù sao hai người cũng chẳng quen biết gì. Nhưng sau khi nghe hắn nói xong thì trên gương mặt trước nay tuấn Mỹ thanh lãnh của hắn lại nhiều thêm một phần trào phúng ánh mắt tím sâu không thấy đáy ngay cả ta ngươi cũng không có cửa thắng đâu nói xong du phục thời lập tức xoay cổ tay mở bàn tay ra thần thú khắp huyết kiếm nãy giờ không biết lăn lộn ở đâu trong nháy mắt bay trở về an phận chủ động nằm trong tay hắn trong nháy mắt này hai vị tân ngự thần đột nhiên phát ra thần áp thậm chí hai vị ngự thủ đã rời xa chiến trường cũng bị giật mình cả kinh thú vị đấy trung ly khanh trước tiên là kinh ngạc với thanh kiếm trong tay du phục thời sau đó lại cảm nhận được thần áp của hắn thế nhưng không hề thua kém chính mình sự khinh thường trong lòng cũng tức khắc thu lại không còn một mảnh dù sao cũng là tân ngự thần cùng thời với hắn thần lực tất nhiên sẽ không quá kém du phục thời lại không có nghĩ nhiều như vậy khóe mắt hắn khẽ lướt qua trên người diệp tố ở phía sau theo đó thu hồi ánh mắt tiếp chiêu mà trung ly khanh đánh tới kiếm quang sắc bén hiện lên, sông thẳng về phía du phục thời, giống như nước lũ cuồn cuộn, bao bọc khí thế không thể ngăn cản. Một kiếm này của Trung Ly Khanh chém tới, chấn động đến độ khiến các tán thần xung quanh thoáng ngừng lại. Đây là lực lượng chân chính của ngự thần. Đáng sợ, cường đại, khiến ai nấy đều không tự chủ mà sinh ra cảm giác bị áp chế, không cách nào có thể phản kháng. 18 ngự gia trên thần sơn đều nhìn chằm chằm về phía du phục thời, hắn có thể tránh thoát một kiếm này sao? Du thị cũng không am hiểu kiếm thuật. Nhưng du phục thời đứng giữa luồng kiếm quang lại không có nửa điểm hoảng sợ, hắn nắm khắp huyết kiếm, kéo ngang trước ngực, sau đó vung lên một kiếm phá vỡ kiếm quang của đối phương. Lúc này Trung Ly Khanh đã đi đến trước mặt du phục thời, liên tục tung ra vô số kiếm chiêu, hiển nhiên không hề nương tay một chút nào. Nhưng mà, tuy rằng du phục thời cầm kiếm với một vẻ lười nhác nhưng mỗi lần đều có thể đánh bật chiêu thức của đối phương. Phía trên thần sơn, tất cả ánh mắt của các nữ thần đều dồn về phía hai người. Tất nhiên không ai lại dự đoán được du phục thời thế mà lại có thể ngăn cản được kiếm của Trung Ly Khanh. Ngay cả dung nhai đứng bên cạnh cũng kinh ngạc không thôi, không ngờ nhi tử lại thật sự biết dùng kiếm ông còn tưởng nhi tử nhà Minh đi theo mọi người luyện kiếm là vì muốn cuốn lấy Diệp Tố mà thôi, dù sao năm đó ông cũng dùng cách y hệt để cuốn lấy đạo lữ của mình. Julie dáng mặt không biểu tình nhìn lướt qua nam nhân bên cạnh, không phải ai cũng giống như ông. Dung nhai rửa sát vào đạo lữ của mình, đắc ý rào rạt, dùng được là được. Dù sao đạo lữ cũng bị chiêu này hạ gục. Dưới thần sơn, ánh mắt Trung Ly Khanh dần nhíu lại, hắn có thể cảm nhận được du phục thời hoàn toàn không bị kiếm ý của mình áp chế thậm chí trước sau vẫn cứ mang một bộ dáng thong dong lười nhác như vậy việc này khiến cho hắn cực kỳ tức giận không khỏi một tay giả vờ vung kiếm chém về phía du phục thời tay khác lại đồng thời trường ra thần lực bằng bạc đánh thẳng về phía ngực du phục thời một trường này là dốc hết toàn lực chỉ cần đụng vào du phục thời thì nhất định sẽ có thể khiến hắn trọng thương Trung Ly Khanh nghĩ đến đây thì trong mắt hiện lên một tia thương hại, một kích toàn lực của ngự thần, mặc dù đối phương là một ngự thần khác thì cũng khó mà nhận nổi. Chỉ là mọi việc diễn ra lại không như hắn mong muốn, dù phục thời thế nhưng đột nhiên lại biến mất trước mắt hắn. Trung Ly Khanh cứng đờ cả người, không kịp tự hỏi, chỉ có thể lập tức phóng ra thần thức bao trùm khắp sân đấu, nhưng lại chẳng thể tìm ra gì cả. Tuy nhiên ngay sau đó nhờ vào sự nhạy cảm trước sinh tử mách bảo, hắn đột nhiên nghiêng người vung kiếm chém về phía sau du phục thời từ phía sau lưng hắn đâm tới một kiếm trung ly khanh tuy rằng nghiêng người nhưng vẫn chậm một bước ngực bị đâm thủng một lỗ máu bắn tung tóe ngươi trung ly khanh rốt cuộc cảm nhận được kiếm ý của du phục thời nó hiện diện khắp nơi không chỗ nào là không có mặt vừa lười nhác nhưng cũng lại rất nhanh nhảy lúc này diệp tố và nhóm người dịch huyền đã đi đến đường danh ở trung tâm Tán thần của Trung Ly Gia không hổ là nhân tài được lựa chọn mấy năm gần đây, đều là tinh anh trong các tinh anh, lại không phải phi thăng từ phù thế đại lục nên chiêu thức đều khá mới lạ. Mấy người liên liên ban đầu còn chưa quen được, người tiến được xa nhất thế mà lại là lữ cửu, đấu pháp đối chiến yêu thích của nàng từ trước đến nay đều là không cần mạng, các tán thần chung quanh trong lúc nhất thời bị khí thế điên cuồng này áp chế, thế nên nàng liền thành công vượt qua được ranh giới ở giữa hai bên lãnh địa. Diệp Tố chính là dẫn theo người đi chi viện giúp nàng. Còn lãnh địa của Du gia ở phía sau thì do Cốc Lương Thiên thủ hộ, thật ra hắn chỉ là không muốn xông lên phía trước, nhưng người cũng ở phía sau bảo vệ lãnh địa giống hắn còn có trình hoài an, thế nên hắn cũng không thể lười biếng, chỉ có thể dốc sức thiết lập trận pháp, ngăn cản không cho các tán thần đối diện bước qua đây. Bên dưới thần sơn, một mảnh hỗn chiến. Đại sư tỷ, xông qua bên đối diện đi hạ nhĩ kích động hô to ngự thần mới là quan trọng minh liêu sa chậm gì gì nói tam trọng thiên ai không biết sự lợi hại của tân ngự thần đâu tây ngọc cầm gương soi tới soi lui nói có đại sư tỷ ở đó tiểu sư đệ nhất định sẽ không thua tiểu sư đệ tuy rằng có chút lười nhưng vẫn rất là sĩ diện sai minh liêu sa chậm rãi phản bác phải là có dịch sư đệ ở đó tiểu sư đệ mới sẽ không thua. Tiểu sư đệ chính là một bình giấm chua. Chương 226. Yến hội, Hoàn Chính Văn. Thần lực và kiếm ý của Du Phục thời hoàn toàn vượt ra ngoài sở liệu của Trung Ly Khanh, hắn vốn chỉ cho rằng lối phương lấy kiếm ra cùng lắm chỉ là để ra vẻ, nâng cao khí thế mà thôi. Nói về kiếm thì có ai có thể vượt qua được hắn? trung ly khanh bằng một thanh kiếm đã sưng bá linh cảnh đại lục sau khi lên thượng giới còn tiếp nhận truyền thừa của huyết mạch trung ly ra du phục thời làm sao có thể đả thương được hắn trung ly khanh trợn to mắt không thể tin nổi mà cúi đầu nhìn ngực của mình máu nhuộm đỏ cả một vùng áo khiến hắn không thể nào không nhìn thẳng vào du phục thời ngược lại du phục thời ở đối diện lại chẳng để ý chút nào đến suy nghĩ của trung ly khanh hắn chỉ nghĩ sớm hạ gục tên này Dịch huyền cứ mãi lẽo đẽo theo sau Diệp Tố làm hắn nhìn thấy mười phần khó chịu. Nếu không phải ngự thần nên do ngự thần đối phó thì du phục thời đã sớm chảy, hắn muốn giống như trước kia vậy, đi theo bên người Diệp Tố. Nghĩ đến đây du phục thời càng thêm bất mãn với Trung Ly Khanh. Lúc này đây hắn đã sớm quên rằng dịch huyền đi theo phía sau Diệp Tố là bởi vì muốn chiến thắng trận chiến trở về này. Hai vị tân ngự thần bốn mắt nhìn nhau, chiến ý đều bốc lên hừng hực, nhưng lại là dâu ông này cắm cằm bà kia. Người động thủ trước là du phục thời, cổ tay hắn đột nhiên run lên, khắp huyết kiếm thế mà lại khiến cho người khách sinh ra ảo giác nó là một thanh nhuyễn kiếm, tựa hồ như đang cuộn sóng, thực tế chỉ là do kiếm ý phát sinh biến hóa, đồng thời còn có tiếng giết kỳ quái khiếp người vang lên. Đương nhiên nếu mấy người diệp tố tập trung nghe một chút nhất định sẽ thấy âm thanh này cực kỳ quen tai, rõ ràng là khớp huyết kiếm đang chu chéo đầy sảng khoái. Dù phục thời sau đó liền xuất chiêu, kiếm như tia chớp, chuyển động nhanh như du long, Trung Ly Khanh cũng theo đó vung kiếm, thần kiếm cũng phát ra một tiếng thét dài. Hai thanh kiếm va vào nhau, phát ra tiếng kim loại thanh thúy, bởi vì hai người bọn họ đều dốc toàn lực chém về phía đối phương thế nên chỗ lưỡi kiếm chạm nhau truyền ra tiếng cọ sát khiến mọi người ê cả răng. Vừa rồi là ta khinh địch, hai mắt trung ly khanh khẽ lộ ra sau lưỡi kiếm, đáy mắt răng đầy tơ máu, toàn thân tỏa ra sát ý, luận về kiếm đạo, trung ly ra mới là mạnh nhất. Nói xong hắn đột nhiên dồn sức bộc phát thần lực, ánh sáng nổi lên từ đuôi kiếm, trong nháy mắt truyền khắp thân kiếm, bức cho du phục thời lui về phía sau. Không đợi du phục thời có động tác phản ứng lại thì thanh kiếm đã rời khỏi tay trung ly khanh, bay về phía du phục thời, trên đường đi nhất kiếm hóa vạn kiếm phong tỏa toàn bộ mọi ngóc ngách trước mặt du phục thời. Vài đạo bóng kiếm nhanh nhất trong nháy mắt đã tới tới gần mặt du phục thời, thậm chí có hai đạo bóng kiếm khác đâm thẳng về hướng hai mắt của hắn. Kiếm ý trung ly mạnh mẽ bá đạo, ẩn chứa thần lực nồng hậu, một khi ra khỏi vỏ thì khó có thể mà chống cự, là một trong những sát chiêu của trung ly khanh. Năm đó ở nơi giao nhau của tam giới dưới phù thế đại lục, một chiêu mà diệp tố từng giao thủ với phong kiếm thần cũng là do phong kiếm thần ngộ ra được từ kiếm ý trung ly chỉ là còn chưa bằng được một phần ngàn một chiêu này vừa ra chúng thần trên thần sơn tức khắc im bặt càng không cần nói tới bên dưới thần sơn tất cả những tán thần đứng cách đó không xa trong chớp mắt đều ngừng tay quay đầu nhìn về phía hai vị ngự thần ở giữa sân đấu trong đầu mọi người đều trống rỗng Trung Ly Khanh không dám lơi lỏng một chút nào, trong tay hắn đã không còn cầm kiếm, hai bàn tay đều triệu hồi ra thần lực thao tác bóng kiếm tấn công Du Phục Thời. Hai đạo bóng kiếm kia lại nhích gần thêm một phân nữa. Du Phục Thời chợt dương mắt, hàng mi dài cơ hồ phất qua mũi bóng kiếm, chỉ cần hai đạo bóng kiếm kia tới gần thêm một chút nữa thôi là liền có thể đâm vào đôi mắt xinh đẹp như bảo thạch của hắn. Nhưng Du Phục Thời vẫn như cũ mặt, không hề có chút biểu cảm nào trong mắt thậm chí cũng chẳng có một tia sợ hãi. Giờ khắc này, sắc mặt Trung Ly Khanh lại đột nhiên tái nhợt, bởi vì hắn phát hiện ra bóng kiếm của mình thế mà lại không có cách nào có thể tiến lên thêm được nữa. Mặc dù hắn vẫn hết thần lực đến mức tối đa thì vạn đạo bóng kiếm vẫn chỉ đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Không thể thao thác bóng kiếm của chính mình, thế thì bước tiếp theo, tất nhiên chính là mất khống chế. Quả nhiên, du phục thời bỗng nhiên nâng tay trái lên hai ngón tay chỉ nhẹ nhàng bắn ra một cái hai đạo bóng kiếm gần như đâm vào mắt hắn bỗng chốc tan biến trong thiên địa sau đó du phục thời vung tay áo vạn bóng kiếm vốn đâm về phía hắn đột nhiên bắt đầu chậm rãi động đậy trung ly khanh cắn răng một lần nữa phóng thích ra thần lực muốn đoạt lại quyền thao tác bóng kiếm nếu ngay cả kiếm của mình mà còn không thể khống chế thì hắn còn mặt mũi nào để làm ngự thần nữa đây vận dụng thần lực quá độ khiến cho cơ thể từ vùng cổ trở xuống của Trung Đi Khanh nổi lên gân xanh. Hắn cắn chặt răng bật cả máu miệng nhưng vẫn không thể ngăn cản xu thế chậm chậm quay đầu của vạn kiếm. Lúc này, trên thần sơn, chư thần sôi nổi hít sâu một hơi, đặc biệt là 18 nhà ngự thần và ngự thủ trung ly, mặt mũi ai nấy cũng trắng bạch. Đây không còn là vấn đề thắng thua mà là thể diện của trung ly gia đã bị quăng xuống đất dẫm đạp ai có thể nghĩ đến được trung đi khanh phóng thích thần thực quá độ cũng không áp chế được du phục thời. Lại nhìn du phục thời ở đối diện, trạng thái của hắn không quá khác với lúc trước, rõ ràng là còn chưa xuất ra hết toàn lực. Thật nhìn không ra nhi tử còn có chút bản lĩnh. Dùng nhai khiếp sợ, ông còn tưởng rằng nhi tử của mình sau này sẽ phải dựa dẫm vào diệp tố ăn cơm mềm đấy. Du ly dáng khi mọi người còn chưa tiêu hóa xong chuyện vừa xảy ra thì vạn đạo bóng kiếm đã hoàn toàn quay đầu. Trung Ly Khanh hoàn toàn mất đi khống chế với bản mạng kiếm của chính mình. Chơ mắt nhìn vạn kiếm đâm về phía bản thân. Trong nháy mắt đó đầu tiên là Trung Ly Khanh cứng đờ cả người. Ngay sau đó mới phản ứng lại, thả ra giới, muốn hút số kiếm ý đó vào trong. Bóng kiếm không ngừng biến mất, cuối cùng thanh kiếm bản thể lại đâm thủng thần giới mà Trung Ly Khanh thiết lập kiếm ý trung ly mặc dù là chính hắn cũng không cách nào có thể phá vỡ. Những bóng kiếm khác lại theo lỗ hổng ùa ra đánh vào trên người trung ly khanh, hắn đỡ trước hở sau, bóng kiếm đâm xong thì tan biến, nhưng thương tổn tạo ra lại là thật. Trung ly khanh giơ tay, dùng lòng bàn tay nắm lại kiếm bản thể đang xông tới, lòng bàn tay bị cắt đứt, thế kiếm đẩy hắn lùi ra xa về sau đến mấy trượng thật vất vả mới ngừng lại được thì lại bỗng nhiên phun ra một búng máu trên thân kiếm. Mà lúc này du phục thời lại một lần nữa tới gần, khấp huyết kiếm đặt ngang sát cổ trung ly khanh, du phục thời hơi nghiêng đầu nói, người thua. Sắc mặt trung ly khanh tái nhợt, hắn đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện lãnh địa của mình đã bị tán thần du ra chiếm cứ hơn phân nửa. Mà tán thần của Trung Ly ra chỉ mới lướt qua đường danh chiến tuyến một chút mà thôi, ở đó có mấy tán thần quy yêu dựng mai rùa chặn đường tiến lên của các tán thần phủ trung ly còn vài tán thần lợi hại nhất được cắt cử canh giữ phía sau thì không biết từ khi nào đã bị mấy người diệp tố bắt lấy trói lại ngươi vẫn còn muốn chiến dù phục thời một lần nữa nâng khớp huyết kiếm lên mũi kiếm để trên cổ trung ly khanh chỉ một chút nữa thôi sẽ cắt vào da của hắn ngừng chiến trung ly ra nhận thua mẫu thân trung ly khanh ở bên trên thấy thế vội hô to sợ du phục thời đả thương nhi tử của mình. Du phục thời quay đầu nhìn lên phía trên thần sơn, sắc mặt của trung ly ngự thủ cực kỳ khó coi, đôi mắt cơ hồ phun ra lửa. Năm đó ông ta đã có dự cảm không tốt, du ly dáng và dung nhai, một người là ngự thủ mạnh nhất du gia, người còn lại cũng là ngự thần có huyết mạch cường đại nhất từ trước đến nay của dung gia. Ngự thần do hai người đó kết hợp dựng dục ra tuyệt đối sẽ không kém trung ly ngự thủ đương nhiên cũng định động tay động chân nhưng đối phương lên thượng giới chậm hơn trung ly khanh thường ngày tác phong lười nhác căn bản nhìn không ra có điểm nào uy hiếp thế nên ông mới thả lỏng sớm biết như vậy ông ta nên xuống tay tàn nhẫn hơn trung ly ngự thủ dùng sức nhắm mắt lại sau đó mở mắt chậm chạp nói trung ly phủ nhận thua phảng phất như trở nên già nua trong nháy mắt du phục thời lập tức thu khắp huyết kiếm đi nhanh đến sau lưng dịch huyền, vươn một tay sách cổ áo hắn kéo sang một bên, chính mình chen đến bên cạnh Diệp Tố. Khi dịch huyền bị đụng vào sau cổ thì tay nắm trọng minh đao tức khắc nâng lên, nhưng khi đôi mắt thoáng nhìn thấy người tới là du phục thời thì cứng rắn hạ đao xuống, vờ như không có việc gì mà nương theo lực kéo của hắn dịch đi vài bước. Mình là sư huynh, nhường một chút cũng chẳng sao. Dịch huyền thầm nghĩ, hiện giờ hắn đã trưởng thành, không còn là thiếu niên tâm tư mẫn cảm trước kia nữa. Sẽ không so đo với tiểu sư đệ ấu trí không hiểu chuyện nào đó. Tay ta đau, dù phục thời gian vào bên người Diệp Tố, tùy tay ném khắp huyết kiếm xuống đất, để lộ ra lòng bàn tay có chút đỏ lên, tố khổ với Diệp Tố. Khắp huyết kiếm bị ném đi, đột nhiên dùng sức nắm nó làm chi, trôi kiếm cũng đau lắm chứ bổ. Mặc dù Diệp Tố biết vị tiểu sư đệ nào đó tám phần là đang cố ý làm bộ làm tịch, nhưng nàng vẫn nguyện ý dỗ hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn ấn lòng bàn tay của Du Phục Thời, đỡ hơn không? Nàng sờ nữa đi, Du Phục Thời nghiêm túc nói, vừa rồi vài đạo bóng kiếm đó thiếu chút nữa chém chúng ta rồi. Hắn tiến đến gần sát Diệp Tố, ý bảo nàng xem hai mắt của mình, không giấu vết bày ra góc mặt xinh đẹp nhất cho nàng xem dịch huyền nghe vậy thì lại dịch ra xa hơn nữa có ngự thần nào đó thật là không biết xấu hổ mà cách đó không xa một vị ngự thần khác trung ly khanh đang thất hồn lạc phách nắm thanh kiếm bản mạng của mình thậm chí hắn còn không cảm nhận được lòng bàn tay đau đớn nếu nói lúc trước bại bởi diệp tố là do hắn sơ ý thì trận chiến trở về lần này du phục thời lại thắng hắn hoàn toàn triệt để du phục thời đánh bại hắn ở chính phương diện mà hắn am hiểu nhất Trung Ly Khanh cúi đầu nhìn một khoảnh đất dưới chân đã bị máu mình nhiễm đỏ, nét mặt hoảng hốt. Hắn thế mà lại thua. Nếu trận chiến trở về thắng bại đã phân, thì tòa thần sơn này thuộc về du phủ chúng ta. Du Ly Giáng quay đầu nói với Trung Ly ngự thủ ở bên cạnh. Chỉ là một tòa thần sơn mà thôi. Thần sắc của Trung Ly ngự thủ đã khôi phục lại như thường, dường như không có việc gì nói, các người muốn thì cứ lấy đi thôi ngày sau sẽ lại có thần sơn khác xuất hiện thần sơn khổng lồ phong phú như vậy các người hẳn là phải chờ vạn năm nữa đi dung nhai vui sướng khi người gặp họa nói tân ngự thần quá mức cường đại ra đời sẽ có tổn hại đến người dưỡng dục năm đó du ly giáng bởi vì sinh hạ du phục thời dẫn đến cảnh giới bị thụt lùi lúc này mới cho trung ly ra có cơ hội khuếch trương hiện giờ du phục thời đã trở về thân thể của đạo lữ cũng đã được ông dưỡng tốt Trung Ly Gia sẽ không có cơ hội có thể càn rỡ như mấy năm trước nữa. Cuối cùng trận chiến trở về kết thúc với sự thất bại của Trung Ly Khanh và tán thần Du Phủ chiếm cứ lãnh địa của đối phương, thần Sơn mới thuộc về Du Gia và thế lực của Thượng Trọng Thiên lại một lần nữa được phân chia lại. Sau thắng lợi của trận chiến trở về, khi màn đêm buông xuống Du Phủ liền tổ chức Thịnh yến, thậm chí còn hào phóng mời các ngự thần của Trung Ly Gia sang góp vui chẳng qua đối phương không chịu tới. Diệp Tố và người thiên cơ môn ngồi cùng nhau, cạnh nàng là Hạ Nhĩ và Nhan Hảo, một người thì một hai phải kính rượu đại sư tỷ, người còn lại thì cứ lèm bèm với nàng rằng Thượng Trọng Thiên có nhiều mỹ nhân quá, quả thực là thiên đường của hợp hoan tông. Thật, bó, tay, Minh Lưu Sa nghiêng đầu nhìn thoáng qua Nhan Hảo đang cười tâu tuyết thì lắc đầu chậm gì gì nói. Tây Ngọc sửa sửa lại tóc mai của mình rồi mới bưng ly rượu trên bàn lên, nhị sư huynh, không phải huynh đã nhớ lại chuyện trước kia rồi sao? sao còn nói chuyện kiểu đó hoài vậy? ta cứ thích khiến mấy người nghẹn khí, nghe ta nói chuyện vậy đó. minh lưu xa thích ý nhấp một ngụm rượu, một hồi lâu mới chậm chạp nói tiếp, kích thích tương đương. tây ngọc đối diện là liên liên và trình hoài an đang ngồi với nhau, đầu hai người trâu lại không biết đang lặng lẽ nói cái gì còn từ trình ngọc vốn dĩ đang ngồi với các sư đệ sư muội của mình kết quả tàng lục say mềm kéo theo tàng thất bước tới ngồi xuống một hai lôi kéo hắn uống rượu từ trình ngọc đầy mặt bất đắc dĩ chỉ phải đành uống rượu với bọn họ đồ vư ở trung trọng thiên dịch huyền đứng ở phía sau linh lung cốt vu thừa duyệt nói đồ vưu rõ ràng đã sớm đạt đến độ kiếp kỳ nhưng trước sau vẫn không phi thăng mãi cho đến mấy ngày trước không thể kéo dài được nữa mới phi thăng lên đây. Nhưng bà ấy cũng không đi phù thế viện mà lại một mình lăn lộn ở trung trọng thiên. Vu thừa duyệt cúi đầu nhìn chén rượu trong tay, thấp giọng nói, hai bên tốt nhất là không gặp lại. Dịch huyền ngước mắt nhìn chung quanh, ai ấy cũng đều đang vui cười rất chân thành, rất nhiều người đều là người mà hắn quen thuộc ở phù thế đại lục. Đại sư phụ, nhị sư phụ, những người đã từng cùng hắn tham gia tông môn đại bỉ và đến bây giờ vẫn luôn kề vai chiến đấu, còn có đại sư tỷ. Dịch huyền giơ tay vỗ vỗ bả vai vu thừa duyệt, xoay người rời đi. Trong một góc nào đó, cốc lương thiên yên lặng ngồi một mình, hắn cũng không có cảm giác gì với các buổi yến tiệc, còn không bằng để hắn trở về tu luyện. Tuy rằng đã trở thành tán thần nhưng người hắn đánh không lại thì vẫn là đánh không lại. Hừ, một đám thiên phú đảng, lại còn nỗ lực hơn hắn, thật là phiền toái. Bên kia, Du Phục thời rốt cuộc lừa gạt xong các ngự gia khác, hắn xuyên qua đám người, chuẩn xác tìm được Diệp Tố. Nhưng hắn lại không đến gần mà truyền âm mật nghĩ cho nàng. Chuyện nàng hứa với ta vẫn chưa hoàn thành đó. Khi Diệp Tố nhận được tin thì vốn đang nói chuyện với mọi người bên cạnh, sau khi đảo mắt qua nhìn thấy Du Phục thời đứng cách đó không xa thì liền buông chén rượu vờ như không có việc gì nói mấy câu với bọn họ xong liền thoát thân rời đi. Hai người một trước một sau rời khỏi yến hội. Đêm trăng tròn vành vạnh, gió nhẹ nhàng mơn trớn qua các tán lá, sắc say trên mặt Diệp Tố dần tan đi, nàng chậm rãi đi về phía chỗ ở của Du Phục Thời. Du Phục Thời hẳn là đã chờ đến mất kiên nhẫn, vì trên đường đến Diệp Tố lại đụng phải hắn đi ra từ sân viện. Nàng thật chậm, Du Phục Thời nhìn Diệp Tố nét mặt tựa hồ không quá vui, nhưng ánh sáng trong mắt lại sắp tràn ra tới. Hắn nhẹ nhướng mi, khẽ gọi nàng, đại sư tỷ. Diệp Tố cười một tiếng, bước về phía du phục thời, vươn tay ra dắt tiểu sư đệ của nàng, chỉ là đang suy nghĩ phải dạy đệ cái gì. Ngoặc kép. Vị tiểu sư đệ nào đó bỗng nhiên trầm mặc, sau đó gương mặt lại dần dần phớt hồng, ngay cả đôi tay từ trước đến nay luôn lành lạnh cũng đều trở nên nóng rực hắn đi theo diệp tố về phòng của mình nhỏ giọng hỏi vậy sẽ dạy cái gì diệp tố kéo hắn vào phòng khép cửa lại xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt của tiểu sư đệ còn chưa nghĩ xong hay là bắt đầu từ ôn tập trước tiểu sư đệ trước kia bài vở chuyên môn học trước quên sau lúc này bỗng nhiên trở nên cực kỳ nhanh nhảy nghe vậy thì liền tiến lên một bước cúi đầu hôn nàng diệp tố thoáng đơ người trong giây lát sau đó liền giơ tay ôm lấy eo hắn há miệng cắn cắn môi tiểu sư đệ, tự mình dạy học. Bên ngoài phòng, yến hội trong du phủ vẫn náo nhiệt như cũ, đột nhiên pháo hoa nở rộ trên không trung, tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn lên, trên mặt tràn đầy mong đợi về những điều mới mẻ sắp đến. Hết thảy đã qua đi, hết thảy lại tiếp tục tiến về phía trước. Chương 227, phiên ngoại 1. Lau đi bàn luân hồi. Sau chiến thắng trong trận chiến trở về, Du Phục Thời phải tiếp nhận Tân Thần Sơn, đó đã trở thành lãnh địa của hắn, hắn liên kết sơn mạch của Thần Sơn vào bản thân, cùng lớn cùng mạnh. Tân Thần Sơn càng phồn vinh thì lực lượng của tất cả ngự thần của Du phủ càng trở nên cường đại. Thần Sơn là nguồn cội lực lượng của các ngự gia trên thượng trọng thiên, cũng là thiên đạo ban cho. Kết nối với thần sơn mạch không phải là một việc đơn giản, nhưng đối với Du Phục Thời mà nói, chỉ là mất mấy ngày liền kết nối thành công gần đây hắn có một việc phiền lòng khác cha mẹ hắn đột nhiên chạy mất vứt lại các ngựa ra để một mình hắn xử lý nhưng hắn vốn không muốn quản những chuyện linh tinh phiền phức này cả ngày chỉ có một mong muốn đó là lười biếng và ngủ đương nhiên còn muốn đại sư tỉ dậy hắn một ít thứ đáng tiếc có người trời sinh đã mệnh lao lực diệp tố căn bản không thể nào trơ mắt nhìn mọi việc rối loạn Tuy vậy ở mặt ngoài tân ngự thủ vẫn là du phục thời, vì lực lượng của ngự thần thì không thể thay thế. Nàng vừa vội thì du phục thời cũng không thể lười biếng, đành phải sốc lên tinh thần đảm đương chức vụ ngự thủ của mình. Phiền Đặc biệt là khi hiện tại hắn phải ngồi nghiêm chỉnh nghe các ngự thần ở bên dưới thảo luận, không thể dựa vào người diệp tố ở bên cạnh. Thật phiền quá đi. Ánh mắt du phục thời đảo khắp nơi, cuối cùng dừng lại trên bàn tay nhỏ của Diệp Tố đang để trên bàn, thất thần nhìn chăm chú. Tay nàng nhỏ hơn tay hắn một chút, nhưng cũng thon dài, trắng nõn, nhưng lúc nào cũng có các loại vết thương lớn nhỏ khác nhau. Điểm này thì hoàn toàn khác với hắn. Nhưng mà, dù phục thời lại rũ mắt nhìn bàn tay của mình, hắn rất thích cảm giác tay hai người nắm vào nhau. Nàng hẳn là cũng thích. Trước kia ngoại trừ linh thạch và tài liệu, nàng chưa bao giờ biểu lộ ra bản thân thích cái gì nhưng trong lúc dạy học hắn để ý thấy nàng rất thích thưởng thức tay của hắn ừm mà thật ra không chỉ mỗi tay không biết nhớ tới cái gì mà hai vành tai khuất sau tóc của vị tiểu sư đệ vừa mới thăng chức ngự thử nào đó đột nhiên nóng cả lên các ngự thần trong nghị sự điện đang nói cái gì du phục thời hoàn toàn không nghe rõ hắn ngồi yên trên ghế rũ mắt gương mặt thanh quý trương dương của hắn thôi cũng đã đủ để trấn áp các ngự thần bên dưới, càng không cần nhắc đến uy áp đang ẩn ẩn tỏa ra, không ai biết hắn đang nghĩ cái gì. Qua một lúc lâu sau, sau khi Diệp Tố nhìn thấy bóng dáng các ngự thần đã khuất khỏi sân viện, lúc này mới nói với Du Phục Thời, chúng ta nên lao đi thông tin của phù thế đại lục trên bàn luân hồi trong thánh thần cảnh. Diệp Tố không hy vọng phù thế đại lục tiếp tục vòng luân hồi, nàng không hại ở thời không khác không còn một phiên bản khác của chính mình nữa nhưng nàng hoàn toàn không muốn nhìn thấy du phục thời tiếp tục lâm vào khốn cảnh nói xong nàng lại không nghe thấy hắn trả lời theo bản năng nhìn sang du phục thời bên cạnh tiểu sư đế nàng gọi vài tiếng du phục thời mới ngước mắt nhìn sang đôi mắt của hắn đã biến thành màu tím sậm giống như một loại đá sang quý nhất sâu không thấy đáy diệp tố ngừng một chút sau khi lên thượng trọng thiên nàng đã thăm dò quy luật biến hóa màu mắt của ngự thần một là khi phát huy thần lực hai là khi có chút mất khống chế không khéo nàng lại thấy cả hai loại này xuất hiện trên người du phục thời đang nghĩ gì thế diệp tố nhìn thẳng vào đôi mắt của tiểu sư đệ hỏi thanh âm so với vừa rồi trầm thấp hơn một chút tiểu sư đệ mặt đều đã đỏ phừng nhưng vẫn bịt tai trộm chuông nói không có nghĩ về nàng Ư, ừ, không có nghĩ về ta." Hai mắt Diệp Tố cong cong chứa đầy ý cười, tùy ý lặp lại một lần. "Nàng ấy thật phiền." Dù phục thời dứt khoát bất chấp tất cả nói, ta muốn hôn nàng. Không đợi Diệp Tố phản ứng lại thì hắn đã chống tay lên bàn, hơi thò người sang, hôn lên môi nàng. Bởi vì động tác có chút mạnh nên đã làm lật bàn trà, nước trà ấm áp nhanh chóng thấm ướt ống tay áo của hắn khi một ít nước trà sắp lan đến ngón tay của Du Phục Thời thì Diệp Tố đột nhiên rỗi tay ra nắm bàn tay hắn nâng lên, vừa lúc đó nước trà cũng chảy thẳng qua rơi xuống sàn. Trong nghị sự điện, tiếng nước trà rơi xuống đất không giấu được một tiếng nước ra phát ra do răng môi giao nhau. Diệp Tố và Du Phục Thời đi đến Thánh Thần Cảnh, bàn luân hồi ở sâu trong nơi trung tâm của Thần Cảnh. Không có ai trông coi vì mặc dù là ngự thần cũng không thể dễ dàng động vào bàn luân hồi chỉ cần lau đi thông tin của phù thế đại lục là được. Du Phục thời nói, lực lượng của hắn và của Diệp Tố không giống nhau, hắn có huyết mạch truyền thừa, có rất nhiều tin tức vì thế tự nhiên liền có sẵn trong đầu. Lau đi, Diệp Tố nhìn bàn luân hồi đang toát ra bằng bạc lực lượng. Du Phục thời nâng hai tay lên, kết thần quyết. Một đạo thần quyết bao bọc lực lượng cường hãn nhất thượng trọng thiên sông thẳng về phía bàn luân hồi chỉ thấy một một luồng ánh sáng tím va vào một quầng sáng trắng ánh sáng chói lóa bao trùm lấy hai người diệp tố không hề chớp mắt và trong khoảnh khắc dấu vết của phù thế đại lục bị xóa đi thì một đạo bạch quang đột nhiên đâm vào mắt nàng với tốc độ cực nhanh đợi khi diệp tố phản ứng lại thì đã chậm có một chút ký ức đã chuyển sang cho nàng nàng nhìn thấy phương hướng phát triển của phù thế đại lục trong một thời không khác phu thế đại lục đó không có thần vẫn kỳ thiên cơ môn trước sau như một là một siêu cấp đại tông môn bởi vì cả đại lục có nhiều người phi thăng thành thần nên nhờ các thần hỗ trợ cung cấp nhiều tài liệu tốt nên phu thế đại lục dần phát triển mạnh mẽ ngang ngửa với linh cảnh đại lục nàng cũng không phải là đại sư tỷ nghèo rớt mùng tơi mà ngược lại tài nguyên trong tay rất sung túc đương nhiên sư môn là một đại tông nên cũng cực kỳ nghiêm khắc diệp tố Du phục thời vừa mới xóa bỏ dấu vết của phù thế đai lục trên bàn luân hồi xoay người lại thì thấy nàng đứng mãi ở kia không nhúc nhích diệp tố bị hắn gọi vài tiếng mới lấy lại tinh thần nàng nhìn chằm chằm về phía bàn luân hồi sau đó lại nhìn về phía du phục thời bỗng nhiên cười nói số mệnh đã định chúng ta lúc nào cũng ở bên nhau du phục thời nàng thật phiền quá đi đột ngột nói một câu như vậy làm tim hắn cũng nhảy nhanh mấy nhịp Chương 228, Phiên ngoại 2. Thời không song song, khi sư diệt tổ. Gần đây Thiên Cơ môn vừa thu một nhóm đệ tử mới, các sư huynh sư tỷ nội môn phải dẫn dắt các đệ tử này. Nhiệm vụ chủ yếu đó là giúp bọn họ quen thuộc với hoàn cảnh của tông môn. Diệp Tố thân là đại sư tỷ dòng chính của Thiên Cơ môn, không cần phải dẫn dắt đệ tử mới nhưng các trưởng lão thích trộm lười cảm thấy nàng quá rảnh thế nên liền bảo nàng đi dạy các đệ tử mới luyện khí. Diệp Tố cũng cảm thấy chả sao cả, nàng xác thật là nhàn rỗi không có việc gì làm. Thiên phú của nàng quá cao, tiến dai quá nhanh, Diệp Tố sơ bản thân mình vừa lơ đãng một chút thôi sẽ phi thăng ngay tắp lự. Vì thế nàng liền đồng ý, quyết định làm lão sư dạy học một thời gian. Trời vừa sáng Diệp Tố đã dậy, đi đến học đường chờ các đệ tử mới tiến môn. Diệp Tố tới được một lát thì top 5 top 3 các đệ tử mới cũng lục tục bước vào, hiển nhiên là do mới đến nên mọi người đều cực kỳ cẩn thận, đến lớp từ sớm, không giám sát giờ mới đến. Sau khi mọi người đều đã an ổn ngồi vào chỗ của mình thì ánh mắt Diệp Tố không nhịn được mà nhìn về phía một bàn trống ở hàng đầu tiên. Theo quy định của Thiên Cơ Môn, Vị trí chỗ ngồi trong học đường là dựa vào xếp hạng thực lực khi thi tuyển nhập môn mà sắp xếp, nói cách khác tân đệ tử ngồi ở chiếc bàn trống này là một đệ tử mới xuất sắc. Nhưng mà đã sắp đến giờ vào học mà đối phương còn chưa vào lớp. Nếu không phải có việc ngoài ý muốn đã xảy ra, thì loại người này 89 phần 10 là một tên cứng đầu. Diệp Tố nhìn quét qua ngọc bài đang dựng thẳng trên bàn du phục thời nàng đã quên hỏi trưởng lão nhóm đệ tử mới này biểu hiện như thế nào nhưng mà cũng không thành vấn đề diệp tố nhìn các đệ tử mới trong học đường phần lớn trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ tò mò và khẩn trương chỉ có vài nhóc là còn tính là bình tĩnh keng tiếng chuông đầu tiên vang lên mọi người đồng loạt ngồi thẳng lưng nhìn chằm chằm về phía diệp tố chờ đợi buổi học đầu tiên bắt đầu keng keng cùng lúc với tiếng chuông thứ ba vang lên có người sát giờ tiến vào học đường người nọ cũng không nhìn diệp tố đang ngồi bên trên cứ thế thong thả ung dung đi tới ngồi vào vị trí của mình hắn vừa bước vào thì cả học đường như sáng lên ba phần ánh mắt của tất cả mọi người đều không tự chủ được mà bị hấp dẫn gương mặt kia cao quý như thần thế nhưng lúc bước đi lại mang theo vài phần lười biếng hắn bước qua mang theo một làn gió nhẹ cuối cùng ngồi vào chỗ như không có xương mà gục xuống trên bàn. Du phục thời, Diệp Tố nhướng mắt nhìn người nọ ngồi xuống, rốt cuộc lên tiếng hỏi. Có việc sao? Đối phương hỏi lại, ngữ khí mười phần không hề khách khí, trong học trường ngay lập tức khẽ truyền đến tiếng hút khí của các tân đệ tử khác. Ba gai, tuyệt đối là một tên ba gai. Không ngờ buổi học đầu tiên lại có ba gai xuất hiện đến trễ về sớm quá ba lần thì tự rời thiên cơ môn diệp tố đứng lên mở ra trang đầu tiên của quyển sách đặt trên án thư nhìn vị đệ tử dung mạo vô song bên dưới chậm rãi nói du phục thời hơi hơi ngửa đầu nhìn lên đài cao chỗ diệp tố chậm rãi nâng một tay lên chống mặt ống tay áo to rộng cũng vì thế mà chảy xuống lộ ra cánh tay trắng nõn ánh mắt hắn khẽ nhau lại hàm chữ ý giảo hoạt rõ ràng ta không có đến trễ xem đám tu sĩ thối các ngươi có tức chết không chờ khi bọn họ không thể nhịn được nữa muốn đuổi hắn đi hắn sẽ san bằng thiên cơ môn này làm đến mức khi sư diệt tổ như thế nhất định sẽ khiến tu chân giới tức giận đến lúc đó hắn sẽ nhân cơ hội mà trấn áp thống trị đám tu sĩ này nếu các tông môn khác không ra tay thì hắn sẽ đi khi sư diệt tổ ở vài tông môn nữa trong thời gian ngắn mà trong lòng du phục thời đã xẹt qua bao nhiêu ý nghĩ Lúc trước hắn đã lập chí, phải làm người đứng đầu tam giới. "Ta có nói ngươi đến trễ sao?" Diệp Tố không nhanh không chậm mà hỏi lại, trên mặt còn nở một nụ cười ôn hòa, đại sư tỷ chỉ là có ý tốt muốn nhắc nhở các sư đệ sư muội mà thôi. Dù phục thời, tu sĩ này thật đáng ghét. Trước tiên cứ đối phó nàng ta trước rồi lại tính. Buổi học đầu tiên kết thúc mà không có vấn đề gì khác, dù phục thời giả vờ giả vịt nghe một hồi, vốn dĩ muốn tìm cớ bắt bẻ nàng nhưng sau đó phát hiện bản thân nghe không hiểu gì sắt còn buồn ngủ khi du phục thời gật gù mơ màng còn chừa ra một phần tinh thần mà nghĩ giọng nói của tu sĩ này còn miễn cưỡng tính là dễ nghe về sau khi san bằng thiên cơ môn thì có thể giữ nàng ta lại buổi tối bắt nàng ta đọc sách nghe cho dễ ngủ diệp tố đứng trên đài vẫn xem như không có việc gì mà giảng bài cho các tân đệ tử bên dưới Đôi mắt thoáng nhìn qua đánh giá Du Phục Thời, khi tiếng chuông hết giờ vang lên, nàng trước tiên dựng lên kết giới bao quanh học đường, sau đó mới phất phất tay với các đệ tử khác, ý bảo bọn họ đi ra ngoài. Nhóm đệ tử mới rất có ánh mắt, tất cả nhanh chóng lặng lẽ lui ra, trong học đường chỉ còn đại sư tỷ và Du Phục Thời. Diệp Tố chậm rãi đi đến bên người Du Phục Thời, nhìn hắn chống một bàn tay dưới mặt ngủ ngon lành, đôi mắt nửa đóng nửa mở thỉnh thoảng còn gục gặt đầu. Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, mặc dù làm ra bộ dáng ngốc nghếch như vậy nhưng vẫn là một loại cảnh đẹp ý vui. Diệp Tố gõ gõ tay xuống bàn, "Sư đệ, có chỗ nào nghe không hiểu không?" Dù phục thời mơ mơ màng màng nghe thấy có người hỏi chuyện, theo bản năng nói những lời trong lòng, chỗ nào cũng không hiểu. "Diệp Tố?" Nàng chưa bao giờ gặp qua người nào ba gai thế này đâu. Du phục thời vừa nói xong cũng giật mình tỉnh lại, hắn xoay mặt ngẩng đầu nhìn người bên cạnh hoàn toàn tỉnh táo. Sư đệ chỗ nào cũng nghe không hiểu sao? Diệp tố chậm rãi cúi đầu, cơ hồ sắp chạm vào mặt hắn, mang theo ý đùa dẫn nói: Tư chất hơi kém đấy. Đôi mắt xinh đẹp khác thường của Du phục thời trợn to, người mới kém. Hắn chính là đại yêu đã bình định yêu giới, làm sao tư chất có thể kém cho được? Hắn động đuôi một cái thôi là có thể quét sạch thiên cơ môn này. Dù phục thời cũng mặc kệ phải tìm cớ khi sư diệt tổ gì đó, yêu khí bùng lên bốn phía, muốn ném bay người trước mặt này. Kết quả cái đuôi còn chưa hiện ra tới thì đối phương lại đột nhiên nhăn mày, duỗi tay ra ấn xuống bả vai hắn, một cổ lực lượng ùa vào trong cơ thể hắn. Làm gì vừa mới hơi chút tức giận đã không thể khống chế được bản thân rồi một tay khác của diệp tố trong nháy mắt gia tăng kết giới cách ly hai người với thế giới bên ngoài quét mắt nhìn tân sư đệ đang ngồi trước bàn mặt mày vẫn còn lộ ra tính trẻ con tiểu yêu ngươi từ đâu tới đây ngươi mới là tiểu yêu cái đuôi của du phục thời bị ép trở lại cảnh giới của người này thế mà lại cao như vậy hắn nổi giận đùng đùng nói ta là đại yêu ừ đại yêu diệp tố có lệ hùa theo hắn nhắc nhở vị tiểu sư đệ mới nhập môn này, yêu tu nào không có lệnh bài được mời đến, một khi phóng thích yêu khí trong thiên cơ môn sẽ bị hộ môn đại trận bắt lấy, trực tiếp treo cổ. Dù phục thời muốn nói mình không sợ hộ môn đại trận cái gì đó, nhưng khi ánh mắt chạm đến bàn tay Diệp Tố đang ấn trên bả cai mình thì đổi thành có chút do dự hỏi, ngươi, người thiên cơ môn đều lợi hại giống ngươi sao? lúc ở yêu giới hắn đúng là đã có nghe nói qua tu sĩ ở tu chân giới tương đối lợi hại nhưng tàng lục lại nói với hắn hắn đã là yêu chủ ở tu chân giới cũng có thể đi ngang diệp tố nhìn không ra hắn đang nghĩ cái gì nhưng vì tôn trọng các trưởng lão và sư phụ nàng không chút do dự đáp tất nhiên tu sĩ có chức vị càng cao thì càng lợi hại ta chỉ mới là đệ tử bên trên còn có chấp sự trưởng lão trưởng môn dù phục thời nghe vậy thì cả kinh, tu sĩ tu chân giới thế mà lại lợi hại như vậy. Lúc nhập môn hắn đã nghe nói qua, thiên cơ môn có rất nhiều chấp sự trưởng lão. Nếu mỗi người đều lợi hại hơn người đối diện này, vậy chẳng phải kế hoạch xưng bá tu chân giới của hắn tan tành rồi. Diệp Tố thấy sắc mặt của vị tân sư đệ này biến hóa liên tục, trong mắt còn mang theo vẻ mê mang bất định, cho rằng tiểu yêu này sợ hãi, nên liền tốt bụng an ủi người chăm chỉ học tập, tu luyện rồi cũng sẽ trở nên lợi hại thôi. Dù phục thời thử hỏi, vậy ta có thể trở nên lợi hại hơn người lợi hại nhất của các ngươi không? Một khi vượt qua người lợi hại nhất ở đây, hắn sẽ ngay lập tức san bằng thiên cơ môn. Diệp tố nhíu mày nghĩ nghĩ, có chút khó khăn, nhưng mà qua một thời gian dài ngươi hẳn là sẽ có thể làm được. Qua một thời gian dài thì các đại năng lợi hại của thiên cơ môn cũng đã phi thăng đi mất, tiểu yêu này cũng có thể trở thành đại yêu, miễn cưỡng có thể xem là lợi hại đúng không? Cũng không tính là lừa tiểu yêu này. Dù phục thời tin lời nàng, quyết định ở lại đây học tập tu luyện để vượt qua tu sĩ lợi hại nhất thiên cơ môn, sau đó lại san bằng thiên cơ môn. Vậy người lợi hại nhất thiên cơ môn có phải là trường môn không? Dù phục thời ngửa đầu nhìn Diệp Tố hỏi. Đúng, chức vị của ông ấy là cao nhất. Diệp Tố nghiêm túc nói không có chút nào trột dạ. vì thế du phục thời liền liệt trường môn vào mục tiêu mình phải vượt qua. chờ sau khi hắn đánh bại trường môn sẽ lập tức bắt đầu hành động. trên đường trở về phòng, diệp tố cầm một khối tài liệu trên tay thưởng thức. nàng không có nói ra thân phận của du phục thời. dù sao hộ môn đại trận của thiên cơ môn cũng đủ lợi hại. một khi có yêu khí mạnh mẽ phóng ra thì nhất định sẽ bị đại trận chói lại nếu không ai ngăn cản thì yêu sẽ bị treo cổ tại chỗ trừ khi là yêu chủ của yêu giới tới đây mới có khả năng miễn cưỡng chống đỡ một kích của hộ môn đại trần huống chi đối phương chỉ là một tiểu yêu mà thôi không có gì đáng sợ nghe nói yêu giới đã đổi yêu chủ không biết là lão yêu quái của tộc nào thế lực của tam giới sợ là sẽ lại có sự thay đổi diệp tố tung hứng khối tài liệu trong tay vừa đi vừa nghĩ Vị tân sư đệ này trông thật đẹp, không hổ là yêu. Bộ dáng đó thì ai nhìn vào sợ cũng không nhịn được mà động tâm. Thú vị. Đại sư tỷ Thiên Cơ môn trước nay luôn cảm thấy cuộc sống có chút nhàm chán đột nhiên tìm được niềm vui mới. Chương 229, phiên ngoại 3. Suy nghĩ không an phận. Gần đây du phục thời thập phần nỗ lực, nghiêm túc lên lớp mục tiêu mới của hắn chính là vượt qua trường môn thiên cơ môn. Đáng tiếc, tuy rằng hắn có thể vận dụng linh hỏa, cũng có thể luyện hóa tài liệu nhưng đối với luyện khí hắn thật sự rốt đặc cán mai. Những tài liệu rắc rối đó dù hắn có nhớ kỹ cũng không biết dùng, cái gì phối với cái gì nghe thôi hắn đã buồn ngủ díp mắt. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủn, dù phục thời từ đệ tử nhập môn đệ nhất thành công trở thành đệ nhất, từ dưới đếm lên, chỗ ngồi cũng từ hàng đầu chuyển xuống hàng cuối lớp. Linh hòa, luyện hóa tài liệu hắn đều làm được rất tốt, chỉ là luyện không ra pháp khí. Sau khi các trưởng lão nghe báo lại thì đều nhất trí yêu cầu Diệp Tố tăng cường dạy dỗ, kiên quyết không thể lãng phí một hạt giống tốt như vậy. Vì thế Diệp Tố chỉ đành phải bắt đầu mở lớp bổ túc cho tiểu yêu. Thẳng eo lên, tầm mắt Diệp Tố dừng trên người tân sư đệ lười nhác, cảm thấy trước tiên phải nhắc nhở đối phương những tư thái làm người cơ bản. Tiểu yêu này thoạt nhìn tuổi không lớn. Nghe nói yêu lớn lên chậm, trăm tuổi mới bằng tu sĩ một tuổi, cũng không biết tiểu yêu này bao nhiêu tuổi rồi. Dù phục thời nghiêng đầu nhìn thoáng qua người đang đứng bên cạnh, chậm gì gì ngồi dậy, hắn phải cố gắng nhẫn nhịn, đợi sau khi thống nhất tu chân giới, nhất định hắn sẽ bắt nàng mỗi ngày phải nằm dài ra bàn. Tàng Lục nói có nhiều tu sĩ thích ra vẻ đạo mạo, bắt nàng không tuân thủ lễ nghi, như vậy nhất định sẽ là một đả kích to lớn với nàng. Diệp Tố tất nhiên không biết Du Phục Thời đang nghĩ cái gì, nàng chỉ chỉ vào trang sách đang mở trên bàn, phải nhớ kỹ công thức phối mấy tài liệu này, đây là tổ hợp dễ luyện chế ra pháp khí nhất, không xuất hiện sai lầm gì lớn thì nhất định sẽ có thể thành công. Cho đệ thời gian một chén trà nhỏ để ghi nhớ sau đó sẽ bắt đầu luyện tập luyện chế pháp khí này diệp tố cảm thấy thời gian mình đưa ra đã đủ dư giả công thức phối tài liệu này chỉ có mấy dòng người có ngốc đi nữa đều có thể nhớ được nhưng mà nàng vẫn là đánh giá thấp bản lĩnh của tiểu sư đệ rồi thời gian một chén trà nhỏ trôi qua nhớ thì đúng là đã nhớ kỹ nhưng khi luyện chế pháp khí lại xuất hiện các loại vấn đề thậm chí suýt chút nữa đã nổ bay bản thân diệp tố phản ứng cực nhanh kéo du phục thời ra phía sau mình khởi động kết giới chặn lại đống tài liệu nổ tung mặt không cảm xúc nhìn bàn ghế chung quanh đã lồi lõm tan tác hết cả một kiện pháp khí dễ luyện nhất an toàn nhất chỉ có một phần vạn khả năng có thể phát nổ lại bị hắn luyện nổ thật sự diệp tố thậm chí nghĩ rằng có cố ý luyện cho nổ cũng không thể nào luyện ra được đây chắc là cũng có thể coi như một loại thiên phú của hắn đi vì sao chúng nó lại phát nổ? Du phục thời ló đầu ra từ sau lưng Diệp Tố, nhìn quanh hỏi. Diệp Tố kéo người ra nói, chúng ta thử luyện pháp khí khác. Ta không muốn luyện, dù phục thời cự tuyệt, tay tê rồi. Hắn vừa nói vừa chìa ra đôi tay xinh đẹp của mình, ý bảo Diệp Tố nhìn xem, còn bị thương. Diệp Tố rũ mắt nhìn chằm chằm cổ tay trắng nõn gân xanh ẩn hiện, trên đó có mấy vệt dấu tay màu đỏ hắn không hề bị thương do vụ nổ mà chỉ là bởi vì vừa rồi nàng đột nhiên dùng sức nắm tay hắn kéo qua nên mới để lại vệt hàn đỏ diệp tố lớn như vậy rồi còn chưa bao giờ gặp qua người nào mỏng manh đến mức này huống chi vị đối diện này còn là một yêu tộc không phải yêu đều là da dày thịt béo sao đại sư tỷ hoang mang tiếp tục luyện diệp tố mặt không cảm xúc nói không phải ngươi luôn muốn vượt qua trường môn ư tân sư đệ quả nhiên do dự luyện tốt là có thể vượt qua hắn sao có thể nhưng mà diệp tố đã xem nhẹ lực sát thương của du phục thời trải qua nhiều lần nghiệm chứng rốt cuộc hoàn toàn chứng minh được một việc vị tân sư đệ này luyện cái chi là nổ cái đó cứ tiếp tục luyện như vậy đừng nói là học đường sợ là ngay cả thiên cơ môn cũng sẽ bị nổ thành bình địa diệp tố quyết định nhanh chóng kết thúc lần dạy bù học bù này Nàng nhíu mày nhìn tân sư đệ ở đối diện, ngươi là yêu tộc gì? Đụng đâu nổ đó, chẳng lẽ là đá lửa thành tinh? Có không ít yêu tộc rất kiêng kỵ hiện ra bản thể, sợ bị người khác tìm được nhược điểm, nhưng Du Phục thời không nằm trong số này, hắn lập tức muốn hiện ra cái đuôi của mình cho người bên cạnh này xem. Đuôi của hắn chỉ cần nhẹ nhàng đảo qua thôi cũng có thể sinh ra lực phá hoại cực lớn, phá núi rời non cũng không phải là nói chơi. Nhưng mà, yêu khí của hắn vừa mới lộ ra thì đã lập tức đã bị Diệp Tố đè bả vai. Chỉ là hỏi vậy thôi, không phải bắt ngươi hiện nguyên hình. Tiểu yêu này thật lỗ mãng, còn chưa thấy uy lực của hộ môn đại trận nên không biết sợ là gì. Yêu khí trong cơ thể lại bị nàng ép xuống, dù phục thời có chút bất mãn nhìn sang, người này lúc nào cũng có thể áp chế yêu khí của mình. Về phòng đi, Diệp Tố thu tay về, một lần nữa dặn dò, ở trong tông môn đừng phóng thích yêu khí lung tung. Cũng không biết du phục thời có nhớ kỹ hay không, chỉ thấy hắn ừ hử đồng ý cho có lệ. Nhưng mà rất nhanh sau đó Diệp Tố liền biết hắn căn bản không hề để lời nói của nàng ở trong lòng. Sau khi các tân đệ tử nhập môn nửa năm, thiên cơ môn tổ chức một buổi tiệc chào mừng, tất cả các đệ tử và các trưởng lão trong tông môn đều sẽ tham gia tân đệ tử cũng có thể nhân cơ hội này mà diện kiến trưởng môn thiên cơ môn một lần dù phục thời là tân đệ tử tất nhiên cũng phải tham gia hắn ngồi ở chỗ của các đệ tử mới trong lòng ngo ngoe dục dịch mấy ngày nay hắn đã sớm chán ngán không thôi cái gì cũng học không vào một lòng chỉ muốn tìm trưởng môn thiên cơ môn quyết một phen cao thấp nhưng nghe nói dạo gần đây trưởng môn bay nhảy khắp nơi căn bản không có ở trong tông môn nên hắn đành phải từ bỏ hôm nay, rốt cuộc hắn cũng có thể gặp được trưởng môn thiên cơ môn. Du phục thời ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên vị trí chủ tọa trên cao, nhíu mày nghĩ nghĩ, trưởng môn nhìn qua có vẻ cũng không lợi hại như vậy. Trong khoảng thời gian qua hắn sắp nhịn hết nổi rồi, cả ngày học những thứ nhức đầu nhức óc đó hắn sắp hôn mê đến nơi, vừa nhìn thấy trưởng môn thì kiên nhẫn gì đó liền cạn sạch. Trước mặt còn bầy linh tửu, uống vào sẽ có ích cho tu vi, du phục thời ngửa đầu uống cạn một ly cảm thấy có chút sáp nhưng dư vị lại có chút ngọt nên hắn không tự chủ được mà uống nhiều mấy chén dần dần hắn uống đến có chút mơ hồ hai chân vốn dĩ ngồi quỳ của du phục thời trong nháy mắt đã biến thành cái đuôi lý trí bay biến hết mất muốn biến thành nguyên hình khiêu chiến với trưởng môn trên cao kia ta có thể ngồi ở đây không một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên bên tai du phục thời cùng lúc đó một kiện áo khoác được tùy ý ném tới, vừa lúc che lại cái đuôi của Du Phục Thời, hắn ngẩn người theo bản năng quay đầu lại nhìn, mặt mày vẫn còn hiện vẻ tức giận do bị quấy rầy, lại phát hiện đối phương đang nói chuyện với người bên cạnh hắn. "Vâng, có thể." Đệ tử mới ngồi bên cạnh lập tức dịch sang một bên chừa ra một khoảng trống, "Đại sư tỷ, tỷ ngồi đi." Diệp Tố tùy ý ngồi xuống, một tay giơ chén rượu, tay còn lại ấn trên áo khoác trên mặt còn mang theo ý cười. Nàng nâng chén kính trưởng môn và các vị trưởng lão từ xa, sau đó thấp giọng nói, thì ra là một tiểu xà yêu. Vừa rồi nàng vốn còn đang ở phía trên uống rượu cùng các trưởng lão, nhưng trong nháy mắt nhận thấy luồng yêu khí kia thì liền lập tức đến đây. Nàng nghĩ hẳn là do tiểu yêu lần đầu nhìn thấy nhiều đại năng như vậy, lòng sinh sợ hãi, trong lúc nhất thời không khống chế tốt bản thân nên ngay cả cái đuôi cũng lộ ra chớ có sợ ta, dù phục thời có chút xù vải. Khí thế muốn nhấc lên một hồi phong ba của hắn sớm đã biến mất không thấy tâm hơi, hiện tại toàn bộ tâm trí đều đặt trên tay đối phương. Nàng thế mà lại còn thỏ tay vào sờ cái đuôi của hắn. Quả nhiên tu sĩ chính là một đám người hay ra vẻ đạo mạo. Dù phục thời tức đến mặt đều đỏ, hắn không khỏi nhớ tới lời nói của tàng lục trước khi hắn tới tu chân giới ở tu chân giới có không ít tu sĩ yêu thích dáng vẻ bề ngoài của chúng ta sau khi hóa thành hình người, giống yêu chủ ngài đây, lời nói trêu hoa gẹo nguyệt nhất định sẽ nghe không ít, ngài phải cẩn thận, đừng để bị tu sĩ quấy rối. Quy từng đi qua một nơi treo đầy đèn lồng đỏ, thấy nam nữ ở đó thích uống rượu rồi chiếm tiện nghi của nhau, mượn cớ mà sờ sờ tay, sờ sờ đùi, chật chật du phục thời còn không biết rằng nơi tàng lục đi chính là một thanh lâu hắn nhìn bốn phía quả nhiên thấy treo không ít đèn lồng màu đỏ trong lòng càng thêm chắc chắn diệp tố chiếm tiện nghi của hắn thu cái đuôi lại đi diệp tố thay hắn che đi yêu khí còn tặng qua một đạo linh lực thuần hậu hai mắt du phục thời trợn to chỉ cảm thấy đối phương sờ xong cái đuôi của mình thì lại tựa hồ có chút ghét bỏ càng tức giận hơn ngươi cảm thấy cái đuôi của ta sờ không tốt ư diệp tố thấy nàng không nói lời nào du phục thời càng thêm cảm thấy bản thân mình không nghĩ sai người này sờ xong cái đuôi của hắn còn ghét bỏ sờ không thoải mái muốn hắn thu đuôi lại ánh mắt diệp tố dừng trên gương mặt ửng hồng của du phục thời sư đệ ngươi say rồi không có say kỳ thật ý thức của du phục thời đã có chút mơ hồ hắn nắm tay diệp tố ấn trên đuôi của mình đuôi của hắn rõ ràng rất đẹp vải đen sáng bóng mát lạnh ngay cả tàng lục cũng nói vải của hắn là đá quý tốt nhất tu sĩ này thật là không có mắt nhìn diệp tố cảm nhận sự mượt mà lại lành lạnh như băng ngọc trong lòng bàn tay đây là lần đầu tiên nàng thấy tiểu yêu cầu người sờ cũng không phải là họ mèo mà trong lòng đại sư tỉ thở dài một hơi lại một lần nữa truyền một đạo linh lực vào trong cơ thể tân tiểu sư đệ trực tiếp bức cái đuôi của hắn biến về thành đôi chân sau đó lôi kéo hắn rời đi. Cũng may trong yến hội nhiều người, hai người rời đi cũng không tạo ra khoảng trống bắt mắt, sự chú ý của phần lớn các đệ tử đều đặt trên người trưởng môn cùng các trưởng lão. Diệp Tố kéo Du Phục thời thần trí đã mơ hồ rời khỏi yến hội, đối phương đi đường không vững, còn mang theo thói quen lười nhác thường ngày. Nàng rốt cuộc đã hiểu vì sao hắn luôn biếng nhác, lúc nào cũng trông như không có xương. Đuôi của ta có phải rất xinh đẹp hay không? Dù phục thời không chịu đi tiếp, hắn dừng lại nhìn thẳng vào đôi mắt Diệp Tố hỏi rõ từng câu từng chữ. "Ừ." Diệp Tố đáp lời có lệ, "Tiểu xà yêu này còn rất thích cái đẹp." Nàng không biết rằng từ đây về sau, trong lòng tiểu xà yêu đã mặc định lời này là thật, lâu lâu sẽ lại hiện ra cái đuôi lắc lư trước mặt nàng. Diệp Tố thập phần đau đầu, tuy rằng thái độ của Thiên Cơ Môn đối với yêu cũng không tệ, không giống một số tông môn khác thích bắt yêu giết yêu, nhưng hộ môn đại trận sừng sững ở đó, một khi yêu khí lộ ra mà bị chú ý thì sẽ bị treo cổ ngay lập tức. Sư đệ này nhìn tâm tính rất trẻ con, phòng trường mới hóa hình chưa bao lâu, trên người cũng không có huyết khí. Chỉ là tiểu xà yêu này rất nhát gan, mỗi khi nhìn thấy trưởng môn liền sẽ không thể khống chế được yêu khí, thỏ đuôi ra ngoài rắc rối là thiên phú của hắn cực cao nhưng mãi luyện không ra được pháp khí gì nên gần đây luôn bị trưởng môn gọi đi hỏi chuyện diệp tố chỉ đành phải thường xuyên tìm cớ đi qua với hắn để thay hắn che yêu khí nhiều lần như thế nên không khỏi bị trưởng môn chú ý một ngày nọ trưởng môn gọi riêng diệp tố tới sau khi đánh giá nàng từ trên xuống dưới thì nói sao con cứ chạy tới chỗ ta thế là lo lắng ta sẽ đuổi hắn đi sao dù sao du phục thời cũng là đệ tử đầu tiên mà đại đệ tử dạy dỗ nghe nói mỗi ngày đều phải bổ túc cho hắn cảm tình hẳn là cũng không giống với những người khác trưởng môn rất thông cảm diệp tố thực lực của hắn có chút thấp sợ sẽ bại lộ nguyên hình nhìn thấy nét lo lắng trên mặt đại đệ tử trưởng môn lắc đầu với thiên phú của hắn thì tuy không luyện ra được pháp khí nhưng lưu lại thiên cơ môn cũng không phải không thể chỉ tốn một phần cơm mà thôi ngoặc kép diệp tố vừa định nói thật với trưởng môn đối phương là một tiểu yêu thì trưởng môn đột nhiên có việc xoay người rời đi chờ khi trưởng môn lại có thời gian rảnh thì ông lại không gọi diệp tố nữa mà lại tìm du phục thời tỏ vẻ cho dù hắn không luyện chế ra được pháp khí cũng không sao diệp tố đối với ngươi không tệ trưởng môn nói lần đầu tiên nó nghiêm túc dạy dỗ một ai đó đến như vậy đại đệ tử trước giờ làm chuyện gì cũng bâng quơ nhẹ nhàng du phục thời miễn cưỡng khắc chế ý muốn đánh một trận với trưởng môn vì tám chín phần thế nào tí nữa diệp tố cũng sẽ tới đây hắn bĩu môi nói ra một từ mà dạo gần đây học được khi nghe bát quái trong học đường nàng có ý nghĩ không an phận với ta thích sờ soạng đuôi của hắn trường môn trường môn thiên cơ môn nhìn diệp tố đang chạy tới ở phía sau du phục thời bỗng nhiên cảm thấy hình tượng đại đệ tử trong lòng mình rơi vỡ đầy đất. chương 230, phiên ngoại 4 Đạo Lữ Từ ngày du phục thời ở trước mặt trường môn nói Diệp Tố có suy nghĩ không an phận với hắn, trưởng môn sau đó thường xuyên nhắc đi nhắc lại với các vị trưởng lão. Ông cảm thấy đại đệ tử của mình có lòng riêng với tân đệ tử, bụng dạ khó lường. Trưởng môn trái lo phải nghĩ, cảm thấy cứ như vậy không ổn, ông là trưởng môn thiên cơ môn cần phải đối xử với các đệ tử bình đẳng không thể thiên vị đại đệ tử vì thế trưởng môn liền đoạt du phục thời lại từ tay diệp tố chuẩn bị tự mình dẫn dắt tân đệ tử này nhưng mà trưởng môn muốn dạy đệ tử thì phải có một thân phận chính đáng trưởng môn vì kiên quyết không để đại đệ tử lầm đường lạc lối nên quyết định thu du phục thời làm tiểu đệ tử dẫn theo bên người dạy dỗ không cho Diệp Tố mượn cơ hội bổ túc mà dở trò với tân đệ tử. "Sư phụ, người muốn đích thân chỉ dạy Du Phục thời sao?" Diệp Tố nhíu mày hỏi. Nét mặt trưởng môn phức tạp nhìn đại đệ tử ở đối diện, ông chỉ là mới tuyên bố thôi mà tiểu cô nương đã lập tức tìm tới cửa, quả nhiên đúng là có suy nghĩ không an phận với tiểu đệ tử mà. Lúc trước đồng ý đi học đường dạy học sợ là cũng vì coi trọng Du Phục thời mà thôi. Nếu dù phục thời cũng có hảo cảm với đại đệ tử thì ông tự nhiên cũng nguyện ý thúc đẩy, chẳng qua tiểu đệ tử cũng đã dùng đến từ suy nghĩ không an phận, rồi, hiển nhiên là không thích Diệp Tố. Trưởng môn một lần nữa thở dài trong lòng, trên mặt lại không biểu hiện gì khác, chỉ giơ tay vẫy vẫy nói, "Việc này ta đã quyết định, con chớ nhiều lời nữa, lui ra đi." Diệp Tố chỉ đành phải nuốt lời trong lòng xuống nàng không có ý kiến với việc du phục thời làm tiểu sư đệ của mình. Chạy tới nơi chỉ là vì cảm thấy việc dạy dỗ tiểu sư đệ tương đối khó, sợ sẽ tức chết sư phụ. Đi mau, đi mau đi. Trường môn chống một tay lên chán, bộ dạng như đang rất đau đầu, sư phụ muốn nghỉ ngơi. Vâng, sư phụ. Diệp tố chỉ có thể bỏ cuộc. Vừa lúc gần đây có một động phủ mở ra, nghe nói có tài liệu mà nàng cần, thế là Diệp Tố dứt khoát rời đi tông môn. Việc này ở trong mắt trưởng môn lại biến thành đại đệ tử đau lòng quá độ, chỉ có thể bỏ đi cho ngôi ngoài vết thương lòng. Nhưng mà rất nhanh sau đó, trưởng môn liền đặt hết tâm tư vào việc dạy dỗ tiểu đệ tử. Đã rất lâu rồi ông không nghiêm túc dạy dỗ một đồ đệ, vì trước giờ ông thu mấy đồ đệ đều là đệ tử có thiên phú cao nhất thiên cơ môn, trên cơ bản cũng không cần ông dạy gì nhiều, ném cho một đống thư tịch cho tự học nhiều lắm thì thỉnh thoảng chỉ điểm một chút là được lần này chỉ dạy du phục thời khiến trưởng môn hoàn toàn hiểu rõ như thế nào là dạy dỗ học trò đầu gỗ đá cứng mãi không tan nhiệt đồ trưởng môn nhìn thí luyện trường bị nổ tan hoang lòi lõm thì tức giận đến độ ngực phập phồng du phục thời cũng rất không vui cả người lẫn mặt hắn đều bị bẩn vừa rồi khi luyện chế phát khí bị nổ trưởng môn cũng không kéo hắn ra Tuy rằng uy lực của vụ nổ chẳng hề hấn gì với du phục thời nhưng hắn đã quen được Diệp Tố bảo vệ, đột nhiên thay đổi như vậy chênh lệch cũng quá lớn. Trong lòng du phục thời không thoải mái. Hắn chậm chậm đưa tay xuống đặt lên túi cản khôn, trước khi đi Diệp Tố đã thiết lập một tiểu trận pháp ở bên trên, nếu có phát sinh ngoài ý muốn, yêu khí vô tình tỏa ra thì trận pháp này có thể giúp che lại, tránh không để bị hộ môn đại trận hoặc trưởng môn, trưởng lão phát hiện ra hôm nay sư phụ mệt rồi. Trưởng môn đau đầu nói, tiểu đồ đệ, con đi về nghỉ ngơi đi. Thu đồ đệ này có chút hố rồi, uổng cho một thân thiên phú lại không luyện được pháp khí, sớm hay muộn cũng tức chết ông mà. Nhìn bóng dáng du phục thời rời đi, trong lòng trưởng môn càng thêm chắc chắc đại đồ đệ đối tới tân đệ tử này thật sự là tình cảm đậm sâu. Cỡ này mà vẫn có thể chịu được, quả nhiên là yêu thảm đối phương. Diệp Tố trong động phủ ở nơi xa đột nhiên cảm thấy cả người rờn rợn, sau đó không nhịn được mà hắt xi si một cái. Có lẽ là trưởng môn không chịu nổi đà kích này nữa, sau nhiều lần dạy dỗ nhưng mãi không có tiến bộ, ông rốt cuộc lựa chọn từ bỏ, để Du Phục Thời ở trong tông môn làm một đệ tử dòng chính ăn no chờ chết là được. Du Phục Thời còn ước gì được như thế. Hắn đã sớm chán ghét sinh hoạt cả ngày chỉ có luyện khí, lại còn không có ai che chở cho mình dù phục thời tạm thời không thấy hứng thú với việc san bằng thiên cơ môn nữa trong lúc dạo trong rừng gần học đường hắn nghe thấy có người đang thảo luận chuyện diệp tố đi động phủ hắn nghĩ nghĩ sau đó quyết định đi tìm diệp tố còn lý do vì sao yêu chủ làm việc còn cần lý do ư dù phục thời lặng lẽ rời khỏi thiên cơ môn chạy tới động phủ mà đệ tử kia đã nói nhưng mà sau khi đi vào hắn lại lạc đường cũng không biết diệp tố ở đâu dọc theo đường đi chỉ có các loại yêu thú du phục thời chỉ tỏa ra một chút yêu khí các yêu thú từ xa cảm nhận được đã bắt đầu điên cuồng chạy trốn hắn chậm rãi bước về phía trước ngẫu nhiên sẽ chụp mấy đầu yêu thú lại hỏi có nhìn thấy diệp tố hay không cao dai yêu thú nhỏ yếu bất lực chúng nó làm sao biết được diệp tố là ai cũng may không lâu sau có một yêu thú mà du phục thời bắt được tựa hồ đã nghe qua tên diệp tố ở một nơi tối tăm nó chỉ hướng cho du phục thời. Cuối cùng du phục thời cũng tìm thấy Diệp Tố ở trong một sơn động. Tình huống của nàng không tốt lắm, vùng bụng bị thương nghiêm trọng, máu chảy không ngừng, trên miệng vết thương còn có hắc khí, hẳn là đã bị trúng độc. Người sắp chết sao? Du phục thời chậm rãi ngồi dựa lưng dựa vào vách đá trước mặt Diệp Tố, rỗi tay chọc chọc vào má của nàng, xúc cảm quá mức mềm mại khiến hắn có chút không được tự nhiên rụt tay lại. Diệp tố bởi vì chúng độc cộng thêm bị thương đổ máu nên sắc mặt tái nhợt, nàng nhìn người ở đối diện, cười khẽ nói, độc này còn gây ảo giác nữa hứ. Dù phục thời nghe thấy lời này của nàng thì gương mặt xinh đẹp không tự giác nhăn lại, ta là thật. Thấy nàng vẫn còn chưa tin, dù phục thời thả ra cái đuôi, kéo tay Diệp Tố sờ sờ đuôi của mình, mặt mày đắc ý, có ai có cái đuôi vừa đẹp vừa sờ thoải mái như của ta được chứ? Diệp Tố cảm giác sự lạnh lẽo như ngọc trong lòng bàn tay, thoáng dùng sức ấn xuống lại có thể cảm nhận được chút mềm mại đàn hồi, ngẩn ra, để làm sao lại đến đây? Trường môn ép ta luyện khí, phát nổ cũng mặc kệ ta. Nhắc tới chuyện này du phục thời liền cực kỳ tủi thân, hắn đã quen được Diệp Tố lặng lặng che chở, nhưng đến khi đổi thành một người khác mới biết nàng tốt như thế nào. Diệp Tố cũng không ngạc nhiên, sư phụ dạy đệ tử cũng không quá kiên nhẫn. Các sư đệ sư muội khác thiên phú cao, tốc độ học nhanh còn bị trưởng môn chê phiền, huống chi là đệ tử rốt đặc cán mai như du phục thời. Người chúng độc rồi, du phục thời cúi đầu nhìn chỗ eo của nàng, khí đen mỗi lúc một đậm hơn, hơn nữa còn không ngừng nhanh chóng chui vào vết thương. Ừ, ý thức của Diệp Tố đã bắt đầu mơ hồ, lần này nàng đến đây để tìm một loại tài liệu được ghi trong sách cổ không nghĩ tới ở gần tài liệu lại có ba con yêu thú cao dai canh giữ trong đó có một con cực nhỏ trốn ở bên trong tài liệu nàng nhất thời vô ý liền bị trúng chiêu nàng nhìn du phục thời nói đệ dẫn ta về thiên cơ môn đi nhưng mà trở về tới tông môn sau đó mới tìm y tu thì chỉ sợ lúc đó nàng đã trúng độc nặng có chữa trị thì cảnh giới nhất định cũng sẽ bị hao tổn không ít trước khi hôn mê diệp tố nghĩ thầm có thể sống sót cũng xem như không tệ rồi người đừng chết Dù phục thời thấy diệp tố nhắm mắt lại hô hấp mỏng manh thì trong lòng không khỏi hoảng hốt hắn dỗi tay đẩy đẩy bà vai nàng nhưng nàng không có chút phản ứng nào du phục thời mí môi nhìn chằm chằm diệp tố người này tuy rằng có chút đáng ghét nhưng so với những người khác thì tốt hơn rất nhiều hắn không làm theo lời diệp tố nói mang nàng về thiên cơ môn mà là nửa quỳ bên cạnh nàng, duỗi tay xé rách phần quần áo quanh vết thương ở bụng. Trên eo nàng có hai vết thương rất sâu, máu vẫn chưa ngừng chảy, hơn nửa hắc khí đang không ngừng theo đó thấm vào trong. Du Phục thời cúi đầu cắt một đường trên hai ngón tay của mình, sau đó nhẹ nhàng bôi máu lên vết thương trên eo Diệp Tố. Không bao lâu sau, da thịt xung quanh miệng vết thương bắt đầu khép lại, phục hồi như cũ du phục thời cũng không kinh ngạc sau khi thấy hai vết thương khép lại nhanh chóng thì hắn rời mắt nhìn diệp tố vẫn hôn mê chưa tỉnh trong cơ thể vẫn còn độc du phục thời lẩm bẩm hắn nghiêng đầu nhìn diệp tố vẫn bất tỉnh hồi lâu sau đó mới chậm rãi nhích lại gần nhẹ nhàng dán môi mình lên môi nàng không có tiết tấu gì cứ thế liếm liếm môi diệp tố hình như không có tác dụng du phục thời nói thầm hai vành tai lặng lẽ đỏ lên hình như phải để nàng nếm được mình mới có thể giải độc hoàn toàn trong sơn động cực kỳ an tĩnh yêu thú sau khi cảm nhận yêu khí trên người du phục thời thì đều đã cong chân chạy xa khỏi khu vực này trong không gian chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng gió phất qua lá cây sàn sạt du phục thời nghĩ ngợi một hồi vẫn quyết định một lần nữa hôn diệp tố lần này hắn biết cậy môi nàng ra cũng may diệp tố hôn mê nên cũng không tốn bao lớn sức lực hắn không cẩn thận đụng phải đầu lưỡi của diệp tố mềm mại ấm áp từ mặt xuống cổ lập tức vừng lên một màu đỏ ửng du phục thời vội vàng lùi về sau thấy diệp tố vẫn còn chưa tỉnh lại lúc này mới khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm nếu không phải vì cứu nàng thì hắn cũng không hôn nàng đâu tuy du phục thời nghĩ như vậy nhưng theo bản năng vẫn dựa vào bên người diệp tố cuối cùng trong lúc đợi nàng tỉnh lại thì bản thân lại tựa đầu vào vai nàng ngủ mất khi diệp tố tỉnh lại thì phát hiện bản thân vẫn còn ở trong sơn động như cũ hơn nữa hai vết thương bên hông cũng đã khôi phục trong cơ thể cũng sạch sẽ dư độc kỳ lạ diệp tố còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì lại nhận ra bên người mình có một người đang dựa vào tiểu sư đệ diệp tố cho rằng hắn đã xảy ra chuyện gì lập tức nắm lấy tay hắn bắt mạch kiểm tra lại phát hiện hắn không có bị thương lúc này du phục thời rốt cuộc cũng tỉnh lại hắn vẫn dựa vào trên vai Diệp Tố, nhưng vì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lên liền vô ý thức cọ cọ mặt vào vai nàng. Diệp Tố nghiêng đầu nhìn thấy cảnh này, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp, bộ dáng này của tiểu sư đệ thật quá mức, đáng yêu. Ngươi tỉnh rồi, dù phục thời vẫn nằm trên vai nàng không động, cả người toát ra vẻ lười biếng, thậm chí giọng nói còn mang theo âm mũi. Ừ, Diệp Tố cũng không nhắc nhở, chỉ hỏi là đệ đã cứu ta sao? nhắc tới chuyện này, du phục thời liền có chút đắc ý. Toàn thân ta đều là bảo hôn người một cái là có thể giải được độc. Diệp tố. Một lúc lâu sau nàng mới nói với tiểu sư đệ: đệ có biết ở tu chân giới hôn người khác có ý nghĩa gì không? Có nghĩa gì? Du phục thời rốt cuộc ngẩng đầu khỏi vai Diệp tố, nhưng người vẫn không động. Hai người vẫn dựa sát vào nhau. Diệp Tố nhìn thẳng vào hai mắt của Tiểu Yêu nói, có nghĩa tương lai chúng ta phải làm đạo lữ. Ừ, dù phục thời cẩn thận nghĩ nghĩ, mặt thoáng đỏ vài phần, vậy chúng ta làm đạo lữ thôi. Diệp Tố, được. Chương 231, phiên ngoại cuối. Dịch Huyền. Sau khi hư ảnh thần bị loại trừ, phù thế đại lục dần dần khôi phục về như cũ, Dịch Huyền ở ma giới chỉ có hai việc, một là tu luyện hai là chỉnh đốn ma giới sau khi linh lung cốt phi thăng thành thần thì ma chủ đồ vưu cũng biến mất ai cũng không biết bà đã đi đâu dịch huyền thân mang huyết mạch ma chủ lúc sau lại đổi sang tu luyện tâm pháp của ma tộc cũng xem như là danh chính ngôn thuận chẳng qua hắn ở ma giới chỉ có một thân một mình thỉnh thoảng sẽ cảm thấy có chút cô đơn từ nhỏ hắn đã thập phần chán ghét loại cảm giác này chỉ là cố tình giả vờ hưởng thụ sự an tĩnh mà thôi thật ra dịch huyền thích nhất là náo nhiệt hiện tại đại sư tỷ không có ở đây mấy người nhị sư huynh tam sư tỷ tứ sư huynh thì ở tu chân giới phấn đấu để thiên cơ môn quật khởi nghe nói gần đây còn đoạt sinh ý với trảm kim tông còn thường xuyên đi khiêu khích hai đệ tử dòng chính của bọn họ mười lần đã thắng chín còn một lần ngang tay nhị sư phụ đã bị gọi trở về sự vụ của Mô Kiếm phái không ít, cần phải có người chia sẻ, chủ trì. Ngoại trừ yêu giới không phải chịu ảnh hưởng quá lớn ra, ma giới và tu chân giới đều bắt đầu tiến vào giai đoạn phục hưng. Dịch Huyền thu thập tin tức của mọi người, miễn cưỡng xem như là chút an ủi trong sinh hoạt cô tịch ở ma giới. Trải qua hơn 10 năm, rốt cuộc Dịch Huyền cũng thành công thống nhất ma giới. Ngày ma chủ lên ngôi hôm ấy, có thủ hạ tiến đến bẩm báo nói có tu sĩ tìm đến. Dịch huyền lập tức dừng hết mọi việc trong tay, vội vàng chạy ra tiền điện, tới nơi thì phát hiện người đến là Mai Cửu Nhân và Nhan Hảo, là hai người. Ánh mắt của Nhan Hảo xẹt qua trường bào đen hoa văn kim mãng xà trên người dịch huyền, sau đó lại rời lên gương mặt diễm lệ, nhìn chăm chú ma lan đỏ rực như máu giữa chán hắn, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, dịch sư đệ, người vẫn cứ đẹp như vậy. Mai cửu nhân ở bên cạnh cũng đồng ý hai tay hai chân, gật gật đầu, mười năm không gặp, dung mạo, khí độ của dịch sư đệ đều cao hơn một bậc. Dịch huyền Cũng may dịch huyền biết tính tình của hợp hoan tông nên cũng không để bụng lời của hai người, cố nhân có thể tới hắn rất vui mừng. Thế nhưng khi dịch huyền mời hai người vào trong điện ngồi thì nhan hảo lại cự tuyệt, đợi một chút nữa, bọn họ còn chưa tới. Dịch huyền quay đầu lại, bọn họ hôm nay ngươi lên ngôi ma chủ, tu chân giới chúng ta đều đã biết. Nhan Hảo nói, vừa dứt lời thì một đống người ùn ùn đuổi tới từ ở phía sau lưng bọn họ. Dịch huyền ngẩn người, mối quan hệ giữa giới và tu chân giới phức tạp, cho nên lần này khi lên ngôi hắn cũng không báo tin cho bằng hữu tu chân giới, sợ gây ra tranh chấp không cần thiết. Sư, đệ, giọng nói vừa chậm gì gì vừa cố ý hô lớn của Minh Lưu Sa trong nháy mắt truyền đến, dịch huyền quay người lại nhìn thì thấy ba vị sư huynh sư tỷ thiên cơ môn lữ cửu còn có mấy người ngô kiếm phái và ngũ hành tông toàn bộ đã chạy tới hắn không khỏi có chút hoảng hốt cảm giác như về lại đoạn thời gian tông môn đại bỉ trước kia chỉ là thiếu hai người đáng tiếc diệp tố và du công tử không có ở đây từ trình ngọc nhìn quanh một vòng nói tây ngọc cười nói đại sư tỷ khẳng định đang ở bên trên theo dõi chúng ta hôm nay chính là ngày lành mà sư đệ chúng ta thống nhất ma giới. Đợi lát nữa ta phải dùng tố hồi ngọc bản ghi lại, về sau lên trên cho đại sư tỷ xem. Hạ nhĩ hô hơ tố hồi ngọc bản trong tay nói. Bất luận thế nào, bọn họ đều đã đến, trong mắt dịch huyền không khỏi hiện lên ý cười, huyết lan diễm sắc giữa mày vì thế trông có vẻ cũng rực rỡ hơn. Ma chủ lên ngôi đối với ma tộc mà nói là một sự kiện trọng đại, Ý nghĩ các ma tộc khác phải hoàn toàn thần phục Dịch Huyền. Sau khi nghi thức kết thúc, cuồng hoan sẽ diễn ra ước chừng 10 ngày 10 đêm. Dịch Huyền dẫn các sư huynh sư tỷ và các bằng hữu tông môn khác dạo một vòng quanh ma giới. Không ngờ ma giới cũng có không ít phong cảnh đẹp. Liên Liên kinh ngạc nói, nàng vẫn luôn cho rằng khắp nơi trong ma giới đều là một mảnh tối đen, huyết tinh tận trời. Có vài nơi không bị phá hư, vẫn được bảo tồn rất tốt dịch huyền dẫn bọn họ đi vào sâu bên trong một tòa ma sơn bên trong có một ôn tuyền núi lửa cực lớn rất ít ma vật sẽ đến đây mười năm qua dịch huyền thích nhất là tới nơi này vài người trong đoàn ngồi ở bên bờ ôn tuyền lại có vài người khác nhảy xuống ngâm suối năm kia đã tìm thấy thi thể của dương đàm tây ngọc ngồi ở bên người dịch huyền bỗng nhiên nói dương trưởng lão dịch huyền quay đầu hỏi ở đâu ở ngay gần vô âm tông. Tây Ngọc chống một tay dưới cằm, tay còn lại thỉnh thoảng nghịch nghịch nước ôn tuyền. Sau khi tra được vô âm tông có dây mơ dễ má với côn luân, vô âm tông suy yếu đi không ít, cơ bản đã sắp phế tông. Vô âm tông vốn dĩ không phải là một đại tông có lịch sử lâu đời gì, tông chủ lại làm ra loại sự tình này. Sau khi tu chân giới khôi phục, vô âm tông cơ hồ đã lung lay sắp đổ, chỉ còn lại cái xác rỗng và một ít đệ tử. Năm kia khi Tân Hâm dẫn các đệ tử còn lại sửa chữa vô âm tông thì ở khu vực phụ cận phát hiện mấy chục cỗ thi thế, một trong số đó chính là Dương Đàm. Dịch Huyền hỏi, thi thể đó xử lý thế nào? Sư phụ sau khi biết được trước kia Dương Đàm muốn xuống tay với Đại sư Tỷ thì cực kỳ chán ghét Dương trưởng lão. Ngày đó người trực tiếp chạy tới, dùng linh hỏa đốt thi thể ông ta thành cho. Tây Ngọc có chút thổn thức nói, nếu không phải trước kia đại sư tỷ cả ngày vùi mình trong tàng thư các thì nói không chừng thần ấn đã bám vào người tỷ ấy rồi với bản lĩnh của đại sư tỷ nếu thật sự bị thần ấn khống chế thì phỏng chừng tam giới này liền tiêu đời đương nhiên cũng có một khả năng khác là thần ấn sẽ không có tác dụng gì với tỷ ấy có một số việc cũng là sau này thông qua các tông không ngừng tra xét tổng hợp lại mới hiểu được trước đó đã xảy ra chuyện gì sau khi các hư ảnh thần bị phong ấn bọn họ không cách nào có thể tập hơn được chân thân nên lợi dụng thần ấn để ra mệnh lệnh đầu tiên là lợi dụng người côn luân thiết lập trận pháp ở khắp nơi sau đó lại chặn lại linh mạch của thiên cơ môn cung cấp lực lượng cho bọn họ còn huyền âm chi thể của ninh thiển giao và du phục thời thì bọn họ vốn chỉ là muốn tạo ra một huyền âm chi thể mới chuyên phục vụ cho bọn họ nào ngờ thân phận của du phục thời lại có dị thế mà lại là thượng thần thêm nữa các hư ảnh thần đó cũng không biết giọt ngạch linh huyết đó còn có thể mở ra giới của du phục thời có thể lấy ra một ít pháp bảo và các loại vật phẩm chân quý đều đã qua minh lưu xa bơi tới từ phía đối diện vốc nước hất lên mặt dịch huyền và tây ngọc xuống đây ngâm suối nước nóng đi nhưng mà lần hất nước này của hắn còn vạ lây liên liên ở gần đó Trình Hoài An ở trong nước thấy vậy liền báo thù cho Liên Liên. Hắn ném một lá phù về phía Minh Lưu Sa. Nhưng mà uy lực của phù có chút lớn. Mặt nước bị nổ ầm ầm vang dội, dội nước tất cả những người khác không sót một ai. Từ Trình Ngọc phản ứng nhanh nhất, dẫn đầu triệu hoán ra kiếm của bản thân. Một chiêu bổ sóng nước bị nổ tung ra làm hai. Mọi người dính trường liên hoàn. Cũng không biết ai bắt đầu trước, đám người đột nhiên đánh nhau, suối nước nóng liên tục bị các chiêu thức pháp khí phù chú làm cho nổ tung tiếng nước ầm vang liên miên không dứt dịch huyền thế hệ ma chủ mới ra lò mấy người này sợ là không phải tới đây để chúc mừng mà là đến để lấy mạng hắn sau khi thống nhất ma giới dịch huyền bắt đầu chuyên tâm tu luyện những người khác cũng trở về tông môn của từng người nỗ lực tăng cảnh giới bọn họ hứa với nhau phải đi lên tìm diệp tố Quá trình này không phải không vất vả, nhưng tất cả đã nhất trí với mục tiêu, không ai cảm thấy khổ. Thứ duy nhất cảm thấy khổ hẳn là phi thăng lôi phải vội vàng chạy tới chạy lui khắp nơi, hết đánh người lại đến đánh yêu, đánh ma. Ngày dịch huyền phi thăng, trong lòng hắn có chút thấp thỏm. Không phải lo lắng chuyện phi thăng mà là đã lâu lắm rồi hắn không gặp đại sư tỷ. Sau khi lên đến phi tiên đài, Người đầu tiên hắn nhìn thấy lại không phải là đại sư tỷ mà là Du Phục Thời. Đối phương yên tĩnh đứng dưới phi tiên đài, khí tức đã có sự thay đổi, thần lực bàng bạc quanh quần người hắn, dễ dàng có thể thấy được sự khác biệt với các thượng thần chung quanh. Thật ra bộ dáng này của hắn cũng không tính là xa lạ, lúc trước ở trong hỗn độn kính, khi không có đại sư tỷ bên cạnh, Du Phục Thời đã ẩn ẩn có khí thế như hiện tại chờ sau khi du phục thời dẫn dịch huyền lên thượng trọng thiên gặp diệp tố vừa mới tỉnh lại hắn càng xác định một việc du phục thời lúc nào cũng thích giả vờ vô tội kiều khí trước mặt đại sư tỷ hư không biết xấu hổ dịch huyền khinh bỉ trong lòng nhưng cũng không vạch trần dù sao với bản lĩnh của đại sư tỷ rõ ràng là một người thích giả vờ một người lại nguyện ý tin sau đó người phù thế đại lục cũng lục tục tề tựu đầy đủ trên thượng giới bọn họ sẽ tham gia trận chiến trở về đó là lần đầu tiên mấy người dịch huyền chứng kiến tận mắt lực lượng chân chính của du phục thời hắn gần như không thở nổi càng không cần nói tới những tán thần nằm trong phạm sáu công kích của du phục thời và không có gì nghi ngờ cuối cùng bọn họ chiến thắng trận chiến trở về ấy tất cả các thượng thần tham chiến đều vui vẻ hò reo khi quay lại nơi tập hợp dịch huyền lại nhìn thấy du phục thời suy yếu vô lực dựa vào trên người đại sư tỷ nói tay mình đau dịch huyền ê răng lặng lẽ lui về sau vài bước ngự thần nào đó lực lượng có thể rời núi lấp biển gặp thần sát thần vậy mà vừa tới trước mặt đại sư tỷ liền trở nên kiều khí du phục thời ở phía trước đã bắt đầu than vãn đầu ngón tay mình đỏ ra sao cần phải được thổi như thế nào Dịch huyền tuyệt đối không phải là hâm mộ, hắn chỉ cảm thấy du phục thời thật không biết xấu hổ. Đầu ngón tay đỏ cũng đáng để lấy ra nói. Đổi lại là hắn thì ngón tay có bị chặt đứt cũng sẽ không chớp mắt. Thế nhưng Diệp Tố ở bên cạnh lại thật sự nắm lấy đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng thổi thổi. Xem mà học đi. Mai cửu nhân không biết từ khi nào đã tới bên người dịch huyền, vờ ra vẻ biết tút nói nhỏ, hiện giờ gu nam tu này là nổi tiếng nhất đấy dịch huyền nổi tiếng hay không thì liên quan gì đến hắn chứ chỉ là sau khi trận chiến trở về kết thúc tam trọng thiên không còn sự kiện lớn nào khác thượng trọng thiên cũng rất an tĩnh vì thế mỗi ngày dịch huyền đều có thể nhìn thấy du phục thời ăn không ngồi rồi lắc lư khắp nơi không riêng như thế hắn còn thường xuyên hóa thành tiểu hắc xà giả mạo vụ sát hoa quấn trên cổ tay diệp tố có một lần sư phụ ghé qua tìm mấy người diệp tố tán gẫu, thời gian có chút dài nên du phục thời buồn chán, nhịn không được vươn cái đuôi quấn lấy ngón tay diệp tố chơi. Sư phụ nhìn thấy thì bị dọa nhảy dựng tại chỗ, còn tưởng rằng đại sư tỷ luyện chế vụ sát hoa ra được linh thể. Đại sư tỉ nói không phải, sau đó chụp con rắn nhỏ vào lòng bàn tay, tìm cớ rời đi, khi một lần nữa quay lại thì đi đến cùng với du phục thời quần áo chỉnh tề. Nhưng mà tầm mắt của dịch huyền rừng ở hai bàn tay đang lặng lẽ nắm lấy nhau của hai người rồi lại nhìn đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên ý cười của đại sư tỷ hắn cảm thấy như vậy tựa hồ cũng không tệ bọn họ vui vẻ là được